Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 157. Hàn Trường Sinh thấy một màn này, nhưng là cười lạnh, cũng không kinh hoàng chút nào. Cái này cấm hồn đảo trên, có đặc biệt cấm chế lợi hại quy luật, có thể cực lớn trấn áp người hơi thở, nếu như tu vi ở thiên thần cảnh trở xuống, liền linh lực đều không thể điều động. Diệp Thần dám can đảm đạp lên, đơn giản là tự tìm đường chết. Quả nhiên, Diệp Thần vừa bước lên đảo, liền cảm thấy vô cùng vô tận uy áp, ùn ùn kéo đến chân áp xuống đi. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, kinh mạch nhất thời bị giam cầm ở, linh lực lại có thể không thể phát huy. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy hòn đảo trung ương, thanh kia đế uyên cự kiếm, tràn ngập minh mông uy áp hơi thở, tất cả cấm chế quy luật, cũng xuất xứ từ thanh cự kiếm kia. Chính xác mà nói, là cự kiếm lên đế uyên hai chữ. Cự kiếm hoàn toàn là đá đúc thành, chất liệu bình thường không có gì lạ, nhưng cự kiếm bên trong, mơ hồ tràn ra từng tia cổ quái hơi thở. Đây là luân hồi hơi thở. Lộp bộp. Diệp Thần tim, kịch liệt nhảy lên. Hắn mơ hồ cảm nhận được, cái thanh cự kiếm này, và hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, ở kiếp trước, cái thanh cự kiếm này, là binh khí của hắn. Cự kiếm bên trong, ẩn giấu luân hồi hơi thở, chính là hắn kiếp trước lưu lại. Chỉ là, trên thân kiếm đế uyên hai chữ, mang theo thiên đại cấm chế uy áp, đè lại luân hồi hơi thở, người bình thường căn bản không cảm thấy được. Chỉ vì là Diệp Thần là luân hồi chi chủ chuyển thế, trong sâu thẳm, bắt được một chút kiếp trước hơi thở. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần lâm vào mê mang. Mà lúc này, bên ngoài chiến đấu, vậy đến cuối cùng giây phút. Vô tận kiếm khí chém xuống, thì phải cầm Hàn Trường Sinh chém thành mảnh vỡ. Sấm tuyệt thiên tai, cho ta trấn áp. Sống chết một phát, Hàn Trường Sinh một mặt chấn định, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Dưới chân hắn thiên hình ngũ tuyệt trận, nhất thời nổ lên ngập trời lôi quang, từng tia điện mang, ngưng tụ thành một tấm lưới điện, đem chung quanh kiếm khí, toàn bộ nghiền thành hư không. Ầm, trên 9 tầng trời, một cái thùng nước to tia chớp. Mang ác liệt tai khí, hung hăng bổ xuống. Phịch, thiên đồ đại đế thân thể, gặp phải tia chớp bổ, ngay tức thì nổ tung. Cái này 9 tầng trời tia chớp, uy lực lớn, đơn giản là khủng bố. Chỉ nhất kích, liền phá hủy thiên đồ đại đế. Đúng cái con rối thi thể, ở vô tận tia chớp nghiền ép hạ, ngay chớp mắt tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu tán. Cái này không thể nào. Diệp Thần thấy một màn này. Trong mắt nhất thời sợ hãi. Hắn cái này cái thi khôi, dính liền thiên đô đại đế hơi thở, thân xác đặc biệt cứng rắn, nhưng ở Hàn Trường Sinh chấn áp xuống, lại có thể ngay tức thì bạo diệt, liền ti chút nào vùng vẫy đều không thể. Thiên hình ngũ tuyệt trận, hắn thiên hình ngũ tuyệt trận, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Diệp Thần rung động thật sâu. Hàn Trường Sinh thiên hình ngũ tuyệt trận, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong. Tuyệt đối có thể bước lên trước năm, lực sát thương lớn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Địa thủy hỏa phong lôi, cái này ngũ tuyệt thiên tai, hắn chỉ dùng hai loại, thì ung dung nghiền giết thiên đô đại đế, không phí nhiều sức. Thiên cơ tiền bối, xin lỗi. Diệp Thần trong lòng một hồi áy náy, cái này cái thi khôi là thiên cơ đạo nhân phái tới đây, bây giờ vì bảo vệ hắn, lập tức bị giết hết, hắn chân thực có chút áy náy. Dừng một chút. Diệp Thần thu liếm tâm thần, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, phải mau sớm cứu người, sau đó chạy khỏi đi ra ngoài. Nhưng cái này cấm hồn đảo, cấm chế lực lượng khổng lồ như vậy, hắn liền linh lực đều không thể vận dụng, còn như thế nào cứu người, như thế nào chạy khỏi. Thằng nhóc, đến phiên ngươi. Hàn Trường Sinh một tiếng thét dài, thân thể bay vút tới. Hắn quanh thân, địa thủy hỏa phong lôi năm loại hơi thở. Không ngừng xen lẫn cổn đáng. Vô cùng vô tận thiên tai ách nan, trời phạt tội phạt, không ngừng nhấp nhô. Hắn cả người, phảng phất là thiên địa hình phạt, vũ trụ tai kiếp nắm giữ, hơi thở minh mông cũng không có biên giới, làm người ta không dám ngửa mặt trông lên. Diệp Thần trong mắt trợn to, nội tâm rung động. Lúc này Hàn Trường Sinh, mũi nhọn trực bức thượng cổ thần đế. Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận chân thực thật lợi hại. Để cho hắn hơi thở thật to tăng vọt, đơn giản là không thể dung chuyển. Lửa tuyệt thiên tai, giết.
Hàn Trường Sinh tròng mắt run lên, vung tay lên, một phiến mênh mông ngọn lửa, như thác vải vậy, từ chân trời lăn xuống xuống. Vô số kịch liệt tai họa hơi thở, từ ngọn lửa bên trong bộc phát ra. Nóng bỏng nhiệt độ, nướng thiên địa hư không, phát ra suy suy tiếng vang. Ngay lập tức, vô số ngọn lửa giống như nham thạch nóng chảy, hung hăng rơi xuống Diệp Thần trên mình. Thật là nóng. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, ngay tức thì cảm thấy kinh khủng trước đau. Ngọn lửa này, không phải phổ thông lửa, mà là thiên tai liệt hỏa, đơn giản là muốn tận diệt Sơn Hà, liền tinh cầu cũng có thể bạo diệt. Vô cùng vô tận thiên tai liệt hỏa, điên cuồng tưới đến trên người hắn. Nếu như là người bình thường, đã sớm bị đốt thành cho bụi. Coi như là Diệp Thần, cũng có chút không chịu nổi, cơ hồ muốn phát ra kêu thảm thiết. Ồ, gân cốt của ngươi thân xác, lại có thể như vậy cường hãn. Hàn Trường Sinh thấy một màn này, khá có chút kinh ngạc. Hắn thiên tai liệt hỏa, kinh khủng bực nào, cho dù là thiên thần cao thủ, cũng phải bị ngay tức thì đốt thành cho tẫn. Nhưng Diệp Thần, lại có thể chống đỡ xuống, không có lâm vào là bụi bặm. Có chút ý tứ, người võ đạo nội tình, so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hàn Trường Sinh gật đầu một cái thôi, thà giết ngươi, không bằng cầm ngươi luyện thành kim thi con rối, làm ta đế uyên điện nô lệ. Suy, Hàn Trường Sinh bàn tay vung lên, thiên tai mãnh liệt hỏa vũ động, điên cuồng chui hướng Diệp Thần thức hải. Hắn lại muốn luyện hóa Diệp Thần thần hồn, chế thành con rối nô lệ. Muốn luyện hóa ta, nằm mơ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, cả người gân cốt chấn động, từng đạo cổ xưa âm tiết, kịch liệt vang khắp lên. Úm, bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba. Cuồn cuộn kim quang, còn có cổ xưa hồng mông hơi thở, từ Diệp Thần trên mình tản mát ra. Vô cùng vô tận âm tiết, hóa thành ngập trời đợt khí, ngay tức thì giải khai chung quanh thiên tai lửa cháy mạnh, liền liền bầu trời Hàn Trường Sinh, đều bị sóng âm chấn động. Thiếu chút nữa từ đám mây rớt xuống. 33 thiên hồng mông cổ pháp, điều này sao có thể? Hàn Trường Sinh ánh mắt rung động, hoàn toàn kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần chính là một cái hỗn độn cảnh, lại có thể nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp, hơn nữa còn là chí cương chí liệt thiên long bát thần âm, có bữa Phật thánh hát, nghiền ép chư thiên thần uy. Cái này cấm hồn đảo, mặc dù có thể giam cầm người linh lực, nhưng Diệp Thần thi triển thiên long bát thần âm, không cần vận dụng linh lực, đơn thuần là thân xác chấn động, gân cốt phát âm, cũng có thể bộc phát ra nghịch thiên lực sát thương. Thằng nhóc giỏi, không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế lợi hại lá bài tẩy. Ta đây muốn xem, là ngươi thiên long bát thần âm lợi hại, vẫn là ta thiên hình ngũ tuyệt trận lợi hại. Hàn Trường Sinh ánh mắt lóe lên, mới vừa thiên long bát thần âm khí thế, thiếu chút nữa cầm hắn chấn động lật trên đất. Hắn cũng là sâu đậm kiêng kỵ. Thật may, hắn cảnh giới tu vi, so Diệp Thần cao hơn quá nhiều. Hơn nữa, hắn vậy nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp, hoàn toàn không sợ Diệp Thần uy thế. Tiếng vang như sấm, tuyết lạc, viêm sắp, tam tuyệt thiên tai, cho ta trấn áp. Hàn Trường Sinh chợt quát liền liền, trên mình lôi quang nổ tung, băng tuyết phiêu vũ, ngọn lửa tàn phá. Từng đạo thiên lôi. Một phiến phiến băng tuyết, từng luồng ngọn lửa, dung hợp hóa thành ngập trời đồ sộ tai, hung hăng hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Vì chém chết Diệp Thần, Hàn Trường Sinh tam tai hợp nhất, sử xuất chí cường nhất kích. Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận, lực sát thương vô cùng lợi hại, nếu như ngũ tuyệt quy nhất, đủ để tiêu diệt Ngân Hà, nhưng lấy Hàn Trường Sinh thực lực, còn không làm được tình cảnh này. Hiện tại sấm nước lửa tam tuyệt hợp nhất, đã là hắn cực hạn. Diệp Thần chính là một cái hỗn độn cảnh võ giả, lại có thể cầm hắn ép đến tình cảnh này. Liền liền Hàn Trường Sinh mình, vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Thần trên người nhân quả, chân thực quá mức quỷ bí, hắn đã không dám mạo hiểm, trực tiếp động dùng toàn lực, chỉ muốn nhất kích tiêu diệt. Đối mặt Hàn Trường Sinh tuyệt sát, Diệp Thần nhất thời rơi vào tuyệt cảnh. Đáng chết, chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này? Diệp Thần cắn răng. Nhất thời cảm thấy to lớn áp lực. Trần bia, phong bi, viêm bia, cho ta mở ra. Sống chết trước mắt, Diệp Thần nội tâm liền liền chợt quát, thử kêu gọi luân hồi huyền bi lực lượng. Vậy ba khối luân hồi huyền bi, hắn còn không có hoàn toàn nắm trong tay,
ngày thường căn bản không thể dùng để đối địch. Giờ phút này ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm sao cùng thử nghiệm. Xuy xuy xuy, tựa hồ là nghe được Diệp Thần kêu gọi, ba tấm bia đá, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể lao ra. Trần bia, phong bi, viêm bia, ba tấm bia đá, quanh quẩn Diệp Thần thân thể, không ngừng xoay tròn, thả ra đạo đạo sáng chói thần quang. Mà Diệp Thần trên mình, vậy tràn ra luân hồi chi chủ hơi thở. Mà lúc này, Hàn Trường Sinh ngút trời nhất kích, cũng là hung hăng nghiền đè xuống. Cửu thiên lôi đình, xương hàn băng tuyết, cuồn cuộn lửa cháy bừng bừng, ba đạo kinh khủng thiên tai, hạ xuống ở Diệp Thần trên mình. Ông! Diệp Thần quanh người, ba khối luân hồi huyền bi, thần quang cuồn cuộn, không ngừng ông minh. Khí tức mạnh mẽ, ngay tức thì cuộn sạch đi ra ngoài. Chung quanh thiên tai hơi thở, toàn bộ gặp phải nghiền ép, ngay tức thì phai mờ, tiêu tán mất tăm. Phốc xích! Hàn trưởng lão há mồm phun ra máu tươi, được to lớn cắn trả, từ bầu trời đánh mất, chật vật ngã trên đất. Ngươi, ngươi là luân hồi chi chủ. Hàn trưởng lão trợn to hai mắt, nhìn Diệp Thần quanh người ba khối luân hồi huyền bi, lại cảm nhận được trên người hắn luân hồi hơi thở, ngay tức thì rõ ràng liền hắn thân phận. Luân hồi chi chủ, ngươi còn không có chết. Ngươi lại có thể chuyển thế sống lại. Hàn trưởng lão lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi. Trước nhất thế, Đế Huyền Điện liên hiệp thượng giới nữ hoàng, chém giết luân hồi chi chủ. Như nếu không phải luân hồi chi chủ hồn phi phách tán, nếu không Đế Huyền Điện thời thời khắc khắc, cũng lo lắng luân hồi chi chủ kéo nhau trở lại. Hiện tại, Hàn trưởng lão gặp được Diệp Thần và luân hồi huyền bi, làm sao có thể không kinh ngạc. Nếu như tin tức này truyền tới vực ngoại và thượng giới, tất nhiên sẽ nghênh đón một tràng động đất. Mà động đất trung ương người, đều là tay cầm cao nhất quyền lợi và võ lực tồn tại. Khó trách ta Đế Huyền Điện lại có thể toát ra tai họa khí tượng. Hàn trưởng lão tâm đảm câu liệt, khàn cả giọng nói, nguyên lai. Nguyên lai là bởi vì luân hồi chi chủ. Kiếp trước ta tiêu diệt, người Đế Huyền Điện cũng có dây dưa dễ má. Diệp Thần cắn răng, mắt lạnh nhìn Hàn Trường Sinh. Hắn trước đây một mực lấy là, mình kiếp trước tiêu diệt, chỉ là huyền cơ nguyệt đưa đến. Nhưng xem Hàn Trường Sinh hình dáng, hắn kiếp trước chết, tựa hồ và Đế Huyền Điện cũng có dây dưa dễ má. Không sai, ta Đế Huyền Điện và huyền cơ nguyệt liên thủ, cùng nhau chu diệt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể sống lại. Xem ra, kiếp trước ngươi lừa gạt tất cả người. Như vậy bố trí, tâm tư kín đáo trình độ, không hổ là luân hồi chi chủ. Hàn Trường Sinh ngược lại là không có giấu giếm, dù sao những thứ này nhân quả, hiện tại đã bại lộ ra, Diệp Thần chỉ cần hoa chút tâm tư, mình cũng có thể suy tính đến, hắn không cần phải giấu giếm. Được, rất tốt, khó khăn được ngươi chịu cầm điều bí mật này nói cho ta cho một mình ngươi thống khoái. Diệp Thần rút ra sát kiếm, từng bước một hướng Hàn Trường Sinh đi tới. Thời khắc này Hàn Trường Sinh, gặp phải ba khối luân hồi huyền bi đánh vào, hơn nữa bởi vì quá độ thi triển hồng mông cổ pháp, kinh mạch gặp cắn trả, chính là vô cùng yếu ớt thời điểm. Diệp Thần muốn giết hắn, không hề mệt khó khăn. Ha ha ha, buồn cười, chỉ bằng ngươi hôm nay thực lực, muốn giết ta, đơn giản là nói vớ vẩn. Hàn Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, lảo đảo lắc lư đứng dậy, cong ngón tay bắn ra, một đạo nóng rực kiếm mang, bỗng nhiên phá giết ra. Chu tước phi kiếm, giết cho ta. Đạo kiếm mang này, nguyên lai là một thanh phi kiếm, phía trên nhấp nhô một đầu chu tước bóng dáng, kiếm khí đặc biệt ác liệt. Chung quanh hư không, gặp phải kiếm phong cắt kim loại, lại có thể xuất hiện từng cái vết rách. Tứ tượng bí bảo, chu tước phi hà châm. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái. Từ nơi này cầm chu tước phi kiếm phía trên, hắn cảm nhận được liền và thanh long định hồn kính khí tức tương liên. Thanh kiếm này, hiển nhiên cũng là tứ tượng bí bảo một trong. Diệp Thần vừa nhìn thấy, liền dòm ngó thấy sau lưng nhân quả. Nguyên lai chu tước phi hà châm, có thể chia chu tước phi kiếm, tê hà ngọc châm hai kiện pháp bảo. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, chu tước phi hà châm là nữ võ thần khúc trầm yên đồ. Nàng dùng chu tước phi kiếm, chém chết qua vô số cường giả, còn dùng tê hà ngọc châm, ở trong vũ trụ vạch ra một cái ngân hà, thần thông đơn giản là nghịch thiên. Năm tháng tang thương,
cái này Chu Tước Phi kiếm rơi xuống Đế Uyên Điện trên tay, trước mắt ở Hàn Trường Sinh trong tay. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần từ phi kiếm phía trên, thậm chí bắt được Kỷ Tư Thanh kiếp trước hơi thở. Cái này sau lưng rất nhiều nhân quả, rất nhiều số mạng, Diệp Thần trong sâu thẳm, trực tiếp dòm ngó gặp, không cần người bất kỳ nói cho, ngay tức thì thấy rõ. Đây là hắn tu luyện Thiên Ma Động Minh Nhãn, dần dần có thấy rõ thiên cơ uy năng, không cần tận lực mở mắt, là có thể thấy rất nhiều nhân quả. Thanh phi kiếm này, người không có tư cách chấm mút. Phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, mãnh quát một tiếng, một trưởng hung hăng tập sát ra. Thanh phi kiếm này, là Kỷ Tư Thanh kiếp trước binh khí, hắn tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào Đế Uyên Điện trong tay. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc, Luân Hồi Cốc. Đứng ngạo nghễ Kỷ Tư Thanh hiển nhiên cảm giác được cái gì, nàng lông mi mau run run, kinh ngạc nói, đây là Chu Tước Phi Hà Châm hơi thở. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Còn nữa, vì sao ta tim sẽ có một loại bất an cảm giác? Một bên Khúc Tuyết Dũng gặp Kỷ Tư Thanh thất thần, liền thận trọng hỏi nói, lão tổ, ngài nhất định phải đi luân hồi tiếp nhận cái đó nghi thức. Lần trước chúng ta bước vào luân hồi cốc, ngài rõ ràng thái độ rất kiên quyết, cự tuyệt cái đó nghi thức. Ngài hẳn so ta rõ ràng hơn, nghi thức này giá phải trả có bao nhiêu lớn. Nếu như một không cẩn thận, ngài chịu đựng không đi qua, Khúc gia nên làm cái gì? Thần quốc nên làm cái gì? Diệp Thần nên làm cái gì? Kỷ Tư Thanh ánh mắt kiên quyết, nhìn trước mặt một cây thông thiên viên trụ. Thông thiên viên trụ bên trên, có khắc vô số phủ văn. Cực kỳ tối tăm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấu chốt, cột tròn cắm thẳng vào trời cao, nhìn không tới cuối. Ý ta đã quyết, mặc dù Huyền Cơ Nguyệt còn không có hoàn toàn phát hiện ta tồn tại, nhưng là cái này không lừa được quá lâu. Phân thân vừa hủy, nàng khẳng định sẽ điều tra thần quốc hết thảy. Ta và Diệp Thần đều khó may mắn tránh khỏi. Hơn nữa Phục Ma núi vết rách, Diệp Thần Phục Ma điện có thể chống đỡ không được quá lâu. Nếu như thiên ma trước thời hạn hạ xuống, ai có thể coi giữ một khối thiên đường đâu. Thần quốc tình huống càng ngày càng không xong, dù là thắng vòng dị tượng để cho thần quốc thực lực võ giả không ngừng lên cao. Nhưng đối mặt vực ngoại và thượng giới, căn bản không có thể. Người biết đời trước luân hồi chi chủ rõ ràng thực lực thông trời, tại sao sẽ gặp thảm Huyền Cơ Nguyệt sát thủ. Hết thảy các thứ này nhìn như quá dễ dàng, luân hồi chi chủ làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Khúc Tuyết Dũng ngẩn ra, do dự mấy giây, vẫn là lắc đầu một cái, luân hồi chi chủ ý tưởng ta một người làm sao có thể đoán được. Kỷ Tư Thanh lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, bởi vì, lòng hắn trong lòng thiên hạ. Kỷ Tư Thanh hướng vậy thông thiên viên trụ đi tới. Trong mắt viết đầy kiên quyết. Đây là nàng thành tựu nữ võ thần kiêu ngạo. Làm nàng đứng ở cột tròn trước, trong mắt đóng chặt, ấn đường lại lóe ra một đạo cổ xưa phù văn. Phù văn từ ấn đường lao ra, lại biến thành một đầu đỏ rực phượng hoàng. Phượng vũ trên 9 tầng trời. Phượng hoàng phát ra một tiếng kêu to, lại rất miễn cưỡng đánh tới thông thiên viên trụ bên trên. Đụng. Không có tưởng tượng vang lớn. Chỉ gặp phượng hoàng lửa hóa là vô số ánh sao chấm, điên cuồng tản ra. Toàn bộ thông thiên viên trụ lại đốt đốt. Phía trên vô số phủ văn lại là lưu động. Một giây. Hai giây. Làm thứ ba giây thời điểm, cột tròn lại phát ra một đạo cực độ tiếng trầm thấp. Khúc Trầm Yên, ngươi thức tỉnh ta, có thể biết tội. Kỷ Tư Thanh tròng mắt sửng dưng, ta không có lựa chọn. Cột tròn tiếp tục nói, ngươi phải đối mặt hậu quả có thể rất nghiêm trọng, ngươi cân nhắc qua sao? Ta sẽ không xem ngày xưa quan hệ trên, tha ngươi, cũng hoặc là cho ngươi cơ hội. Ngươi rời đi bây giờ, ta sẽ không trách cứ ngươi mở ra ta. Kỷ Tư Thanh ngẩng đầu lên, nâng lên trắng như tuyết cằm, hơi có vẻ cao ngạo, không cần. Một giây kế tiếp, Kỷ Tư Thanh đưa tay ra, trực tiếp đè ở thông thiên viên trụ bên trên. Cột tròn kịch liệt lay động, cuối cùng, lại lái ra một miếng cửa hư không. Kỷ Tư Thanh không có thời gian đầu tiên bước vào, mà là nhìn về phía sau lưng Khúc Tuyết Dũng, nghiêm túc nói, tiểu Khúc, ngươi hồi ngươi Khúc ra đi. Khúc Tuyết Dũng chợt lắc đầu, cự tuyệt nói, lão tổ, ta không đi, ta muốn cùng lão tổ bình an trở về. Kỷ Tư Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái,
trực tiếp không có vào trong cửa hư không. Một phiến hắc ám chiếm đoạt. Khúc Tuyết Dũng ngồi trên mặt đất, trong mắt bên trong có một đạo sợ hãi. Hắn đi theo lão tổ bên người, coi là liền hiểu rõ lão tổ tính cách. Nhưng là lần này, hắn thật không nghĩ tới lão tổ sẽ chọn như vậy. Cái này cổ tròn sau lưng đi thông, cũng không phải là cái gì địa phương giống vậy. Đó là đi thông tử vong bóng tối vô tận hoang mạc. Hình ảnh quay về, U Minh vùng biển, cấm hồn đảo. Tự tìm cái chết. Hàn Trường Sinh thấy Diệp Thần tấn công tới, trong mắt nhất thời lộ ra sát khí. Ở cấm hồn đảo trên, Diệp Thần không thể vận dụng linh lực, lại dám cứng rắn đụng hắn phi kiếm, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mà hắn mặc dù trọng thương, đặc biệt yếu ớt, nhưng cái này Chu Tước phi kiếm, là tứ tượng bí bảo một trong, từ mang linh lực, ngự kiếm không cần hao phí người hơi thở. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể trường kiếm giết người, không phí nhiều sức. Xuy xuy xuy, kiếm khí phá không, ác liệt Chu Tước kiếm khí, chém thẳng Diệp Thần. Úm, Diệp Thần ánh mắt sắc bén, một quyền hung hăng bạo giết, cả người gân cốt không ngừng chấn động. Một cái to lớn hồng mông nốt nhạc, ngay tức thì hiện lên ở hắn trên nắm tay. Cương mãnh quyền phong, cướp phá không khí, phát ra nhọn hồng mông cổ âm, rung động nhân tâm. Lại còn có thể nhúc nhích dùng thiên long bát thần âm. Hàn Trường Sinh thấy một màn này, nội tâm nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần thân xác gân cốt, lại có thể cường hãn như vậy, còn có thể chịu đựng 33 thiên hồng mông cổ pháp áp lực. Phịch, kiếm quyền va chạm. To lớn hồng mông nốt nhạc, ngay tức thì bị Chu Tước kiếm khí chém bể. Phốc xích, Diệp Thần cuồng phún máu tươi, chật vật lui về phía sau. Trần bia, phong bi, viêm bia, ba khối luân hồi huyền bi, đang kịch liệt chấn động hạ, toàn bộ lui về luân hồi mộ địa. Ha ha, vẫn là ngươi bại. Hàn Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cười lên. Ta cái này cầm Chu Tước phi kiếm, là thượng cổ nữ võ thần binh khí. Phẩm chất đạt tới trình độ cao nhất, người như thế nào có thể đủ ngăn cản. Hàn Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vừa nhấc, Chu Tước phi kiếm trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, tí ti lũ lũ nghiêm ngặt kiếm mang, không ngừng tràn ngập ra. Hắn mặc dù trọng thương trong người, nhưng dựa vào binh khí lợi hại, vẫn là đánh bại Diệp Thần. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, nội tâm tràn đầy không cam lòng. Người vậy ba khối luân hồi huyền bi. Đều là nghịch thiên bảo vật, ngày hôm nay liền thuộc về ta Đế Huyền Điện. Hàn Trường Sinh ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, ngự kiếm hung hăng chém đánh tiếp. Chỉ cần chém chết Diệp Thần, là có thể hoàn toàn tiêu diệt luân hồi chi chủ, giải quyết Đế Huyền Điện tai họa ngầm. Hơn nữa, vậy ba khối luân hồi huyền bi, cũng đem rơi vào trong tay hắn. Chờ ta luyện hóa vậy ba khối luân hồi huyền bi, nói không chừng có thể chém chết Đế Thích Thiên, nghịch thiên đoạt vị, trong tầm tay. Hàn Trường Sinh tâm tư lóe lên, ánh mắt vô cùng tàn bạo. Đế Thích Thiên, là Đế Huyền Điện điện chủ. Hắn luôn muốn tạo phản đoạt vị, nhưng Đế Thích Thiên thần thông cái thế, hắn cũng không dám xúc phạm. Nếu như có thể luyện hóa ba khối luân hồi huyền bi, hơn nữa huyền cơ nguyệt tương trợ, ngày khác nghịch thiên đoạt vị, không nói ở đây. Suy, kiếm khí biến dạng hư không, mắt xem thì phải chém chết Diệp Thần. Sống chết trước mắt. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, hai đạo thân ảnh, bỗng nhiên phá giết ra. Đây là, vậy hai vị vẫn không có xuất thủ đại năng. Bụi mù phun trào, che đậy hết thảy. Mà giờ khắc này, ở cấm hồn đảo một chỗ khác. Một bóng người lặng lẽ hạ xuống. Hắn hạ xuống, không mang theo bất kỳ sống. Người đàn ông này tự nhiên vậy chú ý tới cấm hồn đảo một nơi chiến đấu chập chờn. Nhưng là cái này U Minh vùng biển, cất giấu rất nhiều thiên ma, bùng nổ chiến đấu cũng bình thường. Huống chi, trên người hắn mang sứ mạng. Cực kỳ trọng yếu sứ mạng. Nam tử đi tới cấm hồn đảo một nơi, tay cầm la bàn, làm xác định nào đó cái vị trí bên trên, thật dài thở ra một hơi, vậy tôn cực phong ấn hẳn chính là chỗ này. Lãnh ra để cho ta tháo ra phong ấn, đây không phải là muốn mạng ta sao? Mấu chốt tôn cực nhưng mà một cái ác ma à. Thì thầm mấy câu, người đàn ông trong tay sử dụng một khối ngọc bài. Trên ngọc bài lại có khắc một cái quỷ dị lạnh chữ. Ngọc bài trôi lơ lửng, ánh sáng đại thịnh. Một khắc sau,
trước mặt hắn lại xuất hiện một cái to lớn màu máu vòng xoáy. Người đàn ông do dự mấy giây, trực tiếp nhảy nhập trong đó. Mà đồng thời, Diệp Thần và Hàn Trường Sinh tự nhiên cũng không có chú ý tới còn có người lặng lẽ hạ xuống cấm hồn đảo. Trước mặt bọn họ bụi mù cuồn cuộn tiêu tán. Hết thảy hiển lộ. Đứng ở Diệp Thần trước mặt là một nam một nữ. Nam tử vóc người to lớn, râu quai nón dày đặc, hiện ra hết tục tằng, hắn sau lưng có một cái vô cùng to lớn cổ dương. Trên cái dương sát từng tờ một phù văn. Trên phù văn còn quấn từng cơn lục quang. Mơ hồ tới giữa còn có sấm sét vần quanh. Tựa như, bên trong dương phong ấn cái gì kinh khủng tồn tại. Cô gái thân mặc quần áo đỏ, vóc người cao gầy, vai như trẻ thành eo tuyến trình độ cao nhất ràng buộc, mặc dù trên mặt có chút tang thương, nhưng lại cho người vẫn bộ dạng thướt tha cảm giác. Tay của cô gái bên trong nắm vòng tròn bên trên, vẽ cổ xưa phù văn, hết sức thần bí, dịu dàng linh nhã, cố phán sanh tư. Mới đại năng xuất hiện. Diệp Thần nhìn cái này hai người, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hắn nắm trong tay luân hồi mộ địa lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên hai vị đại năng cùng chung xuất hiện ở trên thực tế. Cái này tân đại năng, tựa hồ là một đôi vợ chồng. Diệp Thần tim đập, không nghĩ tới luân hồi mộ địa lập tức thức tỉnh hai vị đại năng. Hai người vừa xuất hiện, liền đứng ở Diệp Thần trước mặt. Nam kia tử tiện tay một sao, nắm được chu tước phi kiếm, tựa như tiện tay bắt một miếng lá cây, động tác đặc biệt ung dung. Ồ, chu tước phi kiếm. Nam tử ánh mắt híp lại, búng một cái thân kiếm, một tiếng mãi mãi kiếm ngân vang, như trời thi thánh tụng vậy tràn ngập ra, đáng địch tâm hồn. Phu nhân, thanh binh khí này không tệ, đưa cho ngươi làm lễ vật rồi. Nam tử khẽ mỉm cười, thanh phi kiếm giao cho cô gái. Hừ, đây là thượng cổ nữ võ thần đồ, ngươi còn muốn mượn hoa hiến Phật. Cô gái lườm một cái. Đem chu tước phi kiếm thu vào luân hồi mộ địa bên trong đi, đồ người khác, ta muốn tới có ích lợi gì. Sau này vẫn phải trả lại. Phải, phu nhân nói chính là. Nam tử một mặt khiêm nhường, cười liên tục gật đầu. Diệp Thần ngưng thần động một cái, quả nhiên phát hiện chu tước phi kiếm, đã rơi xuống luân hồi mộ địa bên trong. Quá tốt, chờ sau này thấy Kỳ Tư Thanh, ta phải đem cái này chu tước phi kiếm trả lại cho nàng. Diệp Thần trong lòng âm thầm mừng rỡ. Cái này chu tước phi kiếm, vốn chính là Kỳ Tư Thanh kiếp trước binh khí. Nếu như Kỳ Tư Thanh luyện hóa, tuyệt đối có thể thật to thức tỉnh kiếp trước lực lượng. Phong ma tôn giả cổ Hàn Lâm, nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Trường Sinh nhìn hai người, bước chân liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt hiện đầy kinh hãi. Cái này hai người ở trước mặt hắn, cười cười nói nói. Còn lấy đi hắn phi kiếm, hoàn toàn không đem hắn đặt ở bên trong mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì, trên người hai người này hơi thở, chân thực quá thâm hậu, mặc dù không có lộ ra chút nào mũi nhọn, nhưng lại ẩn hàm vô cùng thực lực đáng sợ, hắn tuyệt đối không phải địch thủ. Phong ma tôn giả cổ Hàn Lâm, nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy. Diệp Thần nghe được hai người danh hiệu. Ánh mắt nhất thời sáng lên, bắt được vô cùng thiên cơ. Nguyên lai cái này hai vị đại năng, là đặc biệt nhằm vào thiên ma tồn tại, lấy chu diệt thiên ma, cứu vãn thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Ở thời đại thượng cổ, hai người từ thần quốc đi ra, ở vực ngoại sông Sáo, không biết chém giết nhiều ít ngày ma, lấy được phong ma tôn giả và nghịch ma phượng tôn danh hiệu, làm vô số thiên ma nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở cổ Hàn Lâm sau lưng cổ dương bên trong, còn phong ấn một tôn cực mạnh đại ma, so với thượng cổ thập hung còn đáng sợ hơn, một khi thả ra ngoài, sợ rằng phải thay đổi hoàn toàn. Những thứ này thượng cổ bí văn, Diệp Thần cũng không có nghe người ta nói qua. Nhưng hắn tu luyện thiên ma động minh nhãn, đã có thể thấy rõ một phần chia thiên cơ, vừa nghe đến hai người danh hiệu, trong sâu thẳm, liền thấy sau lưng nhân quả sâu xa. Hàn Trường Sinh, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có tạo phản thành công sao? Phong ma tôn giả cổ Hàn Lâm nhìn Hàn Trường Sinh, điều cười lên. Muốn tạo đế thích thiên phản, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy cũng cười, nhìn Hàn Trường Sinh ánh mắt, tựa như nhìn một cái tên hề nhảy nhót. Hiển nhiên, hai người là biết Hàn Trường Sinh, còn biết hắn muốn đoạt vị.
Im miệng. Ta đối với điện chủ đại nhân trung tâm không hai, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chứng, há cho các ngươi ô nhục. Hàn Trường Sinh thốt nhiên giận dữ, nói các ngươi chỉ còn lại một món thần niệm, liền thân xác cũng không có, còn dám cản rỡ trước mặt ta. Nghe vậy, Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem. Hàn Trường Sinh lời này, nhưng là đâm đến bọn họ chỗ đau. Đúng là, bọn hắn bây giờ, chỉ là một món thần niệm, thân phận thật sự còn bị vây ở Thiên Đạo Cung, muốn giải cứu ra, không biết năm nào vì sao tháng. Phu nhân, người này nói chuyện thật vô lễ, đối với ta dạy bảo hắn, như thế nào? Cổ Hàn Lâm ngắm nhìn Tô Nhược Hy, cung kính xin chỉ thị. Được, tốt nhất cầm hắn tháo ra tám khối, bằng thây vạn đoạn, xương nghiền thanh cho rắc, đế thích thiên không thanh lý môn hộ, chúng ta thay hắn động thủ. Tô Nhược Hy hờ hững gật đầu một cái. Thời khắc này Hàn Trường Sinh, trọng thương trong người, đặc biệt yếu ớt, tuyệt đối không nhịn được Cổ Hàn Lâm chí cường nhất kích. Hàn Trường Sinh, vợ ta nói phải đem ngươi tháo ra tám khối, bằng thây vạn đoạn, xương nghiền thanh cho rắc, ngươi còn có gì ngôn gì? Cổ Hàn Lâm bàn tay nhỏ cầm, từng tia sấm mang, ở hắn trong ngón tay nhúc nhích. Chỉ bằng các ngươi hai cái cô hồn dã quỷ, cũng muốn giết ta. Hàn Trường Sinh trong mắt bỗng nhiên ác liệt, hai tay liền liền kết ấn, từng tia thần quang trào đãng ra. Ông! Sau lưng hắn xa xa, hòn đảo trung ương thanh cự kiếm kia, trên thân kiếm đế uyên hai chữ, bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng sáng chói đế quang, xa xa hô ứng hắn hơi thở. Rào! Hạ một sát, đế uyên hai chữ to, tựa như phù lục vậy, từ cự kiếm trên chóc xuống, hóa thành một đạo kim quang, trốn vào Hàn Trường Sinh trong cơ thể. Thiên đế dấu vết, hạ xuống ta thân. Hàn Trường Sinh ngửa mặt lên trời chợt quát, ấn đường kim quang tách thả ra, lại có thể nổi lên một đạo đế ấn phù văn. Cùng lúc đó, cấm hồn đảo vậy xảy ra dị biến. Theo đế uyên phù văn chóc ra, cả tòa trên đảo cấm chế, ngay tức thì biến mất. Xuy xuy xuy, thanh kia thông thiên cự kiếm, thả ra từng tia cuồn cuộn luân hồi hơi thở, đơn giản là muốn chấn động thiên địa, dung chuyển nhật nguyệt. Thanh kiếm này, quả nhiên là ta kiếp trước đã dùng qua binh khí. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, nhất thời bắt được vô tận thiên cơ. Nguyên lai ở kiếp trước, hắn và đế uyên điện điện chủ đế thích thiên, đã từng bùng nổ qua đại chiến. Hai người đánh nhau, thật là muốn đánh tới tinh thần biên hoang, phai mở chư thiên đại đạo, hoàn toàn không thể dùng lời nói hình dạng. Cái thanh cự kiếm này, trên thực tế là Diệp Thần kiếp trước, tiện tay bóp vỡ một viên bát ngát tinh thạch, dùng bát ngát tinh thạch vẫn thạch đúc thành. Chiến đấu cuối cùng, Diệp Thần đả thương đế thích thiên. Nhưng binh khí của hắn, cũng bị đế thích thiên đánh rơi, coi như là chiến thành ngang tay. Đế thích thiên cầm binh khí của hắn, giam cầm ở U Minh trên biển, cúng tế Trường Thiên, lưu làm kỷ niệm. Mà Hàn Trường Sinh, chính là cái này cúng tế hòn đảo người trông coi, ở trông coi cúng tế đồng thời, thuận tiện giám sát thiên ma chiều hướng. Vậy đế uyên hai chữ, trên thực tế là giam cầm cái này cầm tinh vẫn cự kiếm phù văn, có đế thích thiên bổn tôn hơi thở. Giờ phút này, Hàn Trường Sinh luyện hóa dung hợp thiên đế phù văn, hắn trên mình, nhất thời bạo phát ra vô cùng mênh mông hơi thở. Một đạo khoáng đạt bàng bạc, to lớn cũng không có biên giới hư ảnh, mơ hồ từ sau lưng hắn nổi lên. Đây là đế uyên điện chủ, đế thích thiên bóng dáng. Đạo thân ảnh này, so với luân hồi chi chủ, lại có thể chút nào không kém. Không nghi ngờ chút nào, đế thích thiên và luân hồi chi chủ, là cùng một cảnh giới tồn tại. Khách lạt lạt, Hàn Trường Sinh cả người gân cốt, không ngừng vang động trước. Hắn thương thế, ở cuồn cuộn thiên đế hơi thở bồi bổ hạ, lại là ngay tức thì khỏi rồi. Đây chính là đế uyên điện chủ, đế thích thiên hơi thở. Diệp Thần nhìn trước mắt một màn, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động thật sâu. Thật may thiên đế phù văn chóc ra, trên đảo cấm chế tản đi, hắn linh lực vậy khôi phục, nếu không, ở mãnh liệt như vậy thiên đế hơi thở nghiền ép hạ, hắn có thể sẽ ngất xỉu. Hàn Trường Sinh, ngươi lại dám mượn dùng đế thích thiên hơi thở. Tô Nhược Hy mắt lạnh nhìn Hàn Trường Sinh, ngươi sẽ không sợ đế thích thiên hàng giận, đem ngươi đánh vào vực sâu sao. Cái này hơi thở, là đế thích thiên dùng để trấn áp luân hồi chi chủ tinh vẫn cự kiếm,
cúng tế thiên địa chỗ mấu chốt. Bây giờ bị Hàn Trường Sinh cướp đi, nghi thức cúng tế kết thúc, rất dễ dàng trêu chọc tai ách. Hừ, chỉ cần chém chết ngươi các loại, điện chủ đại nhân ban thưởng ta cũng không kịp, làm sao trách phạt ta. Hàn Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ở thời đại thượng cổ, cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, và đế Uyên Điện có rất nhiều ăn tết. Mà Diệp Thần kiếp trước, lại là đế Thích Thiên tử địch. Nếu quả thật có thể chém chết ba người, Hàn Trường Sinh ở đế Uyên Điện bên trong uy vọng, nhất định bạo tăng, thậm chí muốn công cao chấn chủ, đế Thích Thiên là tuyệt đối không dám phạt hắn. Dẫu sao luân hồi chi chủ, uy hiếp thực sự quá lớn, ai có thể chém chết, ai thì có tư cách dòm ngó ngôi báu thiên đế ngai vàng. Phu nhân, người này cực kỳ phách lối, ta tới áp chế hắn nhuệ khí. Cổ Hàn Lâm cặp mắt trợn tròn, râu tóc kích trương, mặt đầy vẻ giận dữ, quả đấm nặn được rắc rắc vang dội. Được. Tô Nhược Hy gật đầu một cái, tuy nói Hàn Trường Sinh dung hợp đế Thích Thiên một chút hơi thở, thực lực đủ để sánh bằng thượng cổ thần đế. Nhưng vợ chồng bọn họ hai người, tu vi vô cùng cường đại, coi như chỉ còn lại một đạo thần niệm, chỉ cần không phải đụng phải cường giả chân chính, cũng có thể chiến thắng. Cổ Hàn Lâm một quyền bạo giết ra, vô số sấm sét ánh sáng trắng, tử điện tinh mang, ở hắn trên nắm tay nổ tung trước, mênh mông năng lượng gào thét ra, giữa trời đất kịch liệt chấn động. Còn dám động thủ. Hàn Trường Sinh ánh mắt run lên, để cho ngươi kiến thức một chút thiên đế uy nghiêm. Rào. Hàn Trường Sinh ấn đường tới giữa, thiên đế kim quang tách thả ra, vô số kim quang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hung hăng hướng cổ Hàn Lâm chém tới. Phịch. Hàm chứa thiên đế uy nghiêm kiếm khí, nhất kích nghiền nát cổ Hàn Lâm trên nắm tay sấm sét tử điện, đem hắn đẩy lui ba bước. Nếu như đế Thích Thiên đích thân tới, ta có thể sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng liền một mình ngươi lão tặc, cả ngày thần chín tầng trời đều không bước vào, ta Phong Ma Tôn giả sợ gì. Cổ Hàn Lâm đứng yên bước chân, cả người sấm sét nổ tung, lần nữa một quyền giết ra. Chín thiên hư không, vô tận bát hoang. Từng luồng kinh khủng sấm sét hơi thở, điên cuồng ngưng tụ đến. Chín tầng trời tiếng vang như sấm. Cổ Hàn Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét, quyền mang sấm, hung hăng xé nát hư không, trực kích Hàn Trường Sinh. Khí thế thật là mạnh. Diệp Thần đứng ở bên ngoài vòng chiến, ngay tức thì bị điện quang sáng chói hoa mắt, trong lỗ tai tất cả đều là sấm sét chấn động thanh âm. Ở Tô Nhược Hy trước mặt, cổ Hàn Lâm xuôi tay thấp mi, một mặt nhún nhường. Tựa hồ rất hèn yếu hình dáng, nhưng giờ phút này chiến đấu giây phút, hắn nhưng cho thấy khí thế ngập trời, làm người ta lộ vẻ xúc động. Một chiêu này chín tầng trời tiếng vang như sấm, uy thế lớn, sợ rằng so với trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ Pháp, vậy không kém được chỗ nào. Lão tặc này chết chắc. Tô Nhược Hy mắt đẹp híp lại, ngắm nhìn một màn trước mắt. Hàn Trường Sinh mặc dù lợi hại, nhưng dẫu sao chỉ có thiên thần cảnh tầng 8 trời. Còn không có bước vào thần đế cảnh giới, coi như hắn mượn đế Thích Thiên hơi thở, chỉ cần không có như vậy tu vi, cũng không thể là cổ Hàn Lâm địch thủ. Sấm nổ tung. Cổ Hàn Lâm ngập trời một quyền, mang chín tầng trời tiếng vang như sấm khí thế, thì phải nghiền diệt Hàn Trường Sinh. Thiên hình ngũ tuyệt trận, dậy. Bỗng, Hàn Trường Sinh quát to một tiếng, trên mình hiện ra các loại tai nạn tuyệt hỏa hơi thở, từng tia ánh sáng vàng. Một phiến phiến băng tuyết, từng đạo ngọn lửa, từng trận gió bão, từng luồng sấm sét ở hắn quanh người không ngừng quanh quẩn, hình thành một cái ngập trời trận pháp. Nước, lửa, gió, sấm, ngũ tuyệt thở mạnh voi, giống như chư thiên tinh túc, tuân theo đặc biệt quỹ tích, ở trên người hắn hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Phịch, cổ Hàn Lâm một quyền nghiền đè xuống, nhưng gặp phải ngập trời tai khí ngăn cản, rất miễn cưỡng bị chấn động lui ra. Thiên hình ngũ tuyệt trận, ngũ tuyệt hợp nhất, người lại có thể đạt tới cảnh giới này. Cổ Hàn Lâm một hồi kinh ngạc, mới vừa Hàn Trường Sinh và Diệp Thần chiến đấu, vợ chồng bọn họ hai người cũng nhìn thấy. Hàn Trường Sinh thần thông cảnh giới, tối đa nắm giữ tam tuyệt, cũng không có đạt đến ngũ tuyệt hợp nhất bước. Nhưng hiện tại, hắn dung hợp một chút đế Thích Thiên hơi thở, thực lực bạo tăng, thiên hình ngũ tuyệt quy nhất, nhất thời hiện ra vô cùng thiên uy, vô cùng thô bạo. Giơ tay tới giữa, tựa hồ chúa tể trời vạn kiếp, đặc biệt chi hung hãn. Tướng công, ta tới giúp ngươi. Tô Nhược Hy thấy vậy, nhưng cũng không dám lạnh nhạt, bước liên tục động một cái,
cướp đến cổ Hàn Lâm bên người. Thiên hình ngũ tuyệt trận, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, đủ để đứng vào trước năm, lực sát thương đặc biệt đáng sợ. Hàn Trường Sinh ngũ tuyệt quy nhất, khí thế mạnh mẽ vô biên, Tô Nhược Hy nhưng cũng không dám để cho cổ Hàn Lâm một mình mạo hiểm. Dẫu sao 33 thiên hồng mông cổ pháp, uy lực chân thực quá mức nghịch thiên, đủ để đột phá cảnh giới chênh lệch, coi như Hàn Trường Sinh không tới thần đế cảnh giới, vậy rất có thể chém chết cổ Hàn Lâm. Bất quá, chỉ cần vợ chồng cùng tim, hai người liên thủ, bọn họ tin tưởng, Hàn Trường Sinh tuyệt đối không có lật bàn cơ hội. Ha ha, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít. Minh Cửu Uyên, nước cuốn ngân hà, thiên hỏa vũ, phong lôi động. Ngũ tuyệt quy nhất, giết. Hàn Trường Sinh ánh mắt tàn bạo, chợt quát liền liền, ngũ tuyệt thiên tai hơi thở, điên cuồng nổ tung. Mặt đất chỗ sâu, vang lên kinh khủng chấn động. Nhất thời, Diệp Thần cảm thấy dưới chân mặt đất, không ngừng lắc lắc, tựa hồ tùy thời cũng sẽ sụp đổ, vô số cây nhọn gai đất, điên cuồng toát ra, ép được hắn liên tiếp lui về phía sau. Rào rào, cấm hồn đảo bên ngoài, tầng tầng sóng biển, không ngừng gầm thét, hình thành ngập trời sóng thần, hung hăng đổ cuốn tới. Từng luồng thiên tai liệt hỏa, từ trên trời dưới đất, mỗi một chỗ trong hư không nhảy ra, tựa hồ đốt diệt chư thiên, cầm người đốt thành bụi bặm. Còn có vô cùng cương phong, xen lẫn ngập trời sấm tai, hình thành đáng sợ gió lôi long cuốn, ở trên vùng đất biến dạng mà qua, trên đảo đất bùn hòn đá, rất miễn cưỡng bị cày dậy, một mảnh phế tích cảnh tượng. Thanh kia tinh vẫn cự kiếm, vậy hoàn toàn chìm xuống, nặng đến đáy biển vực sâu. Diệp Thần ánh mắt rung động, nhìn trước mắt ngày tận thế vậy cảnh tượng. Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận, uy lực đích thực quá đáng sợ, ngũ tuyệt quy nhất, địa thủy hỏa phong lôi năm loại trời phạt đồ sộ tai, trong nháy mắt bộc phát ra, đơn giản là muốn tiêu diệt chư thiên, làm người ta rung động. Cung chủ, bên kia chiến đấu thật là đáng sợ à. Hòn đảo chỗ sâu, Ô Mang vậy hoàn toàn kinh hãi. Nó cho tới bây giờ không gặp qua, đáng sợ như vậy chiến đấu cảnh tượng. Không sao. Chúng ta cẩn thận một chút là được. Ngụy Dĩnh lảo đảo lắc lư đứng dậy, ngắm nhìn xa xa động trời chiến đấu hình ảnh. Trên đảo cấm chế tản đi sau đó, nàng áp lực vậy giảm bớt rất nhiều, coi như bị thương trong người, vậy khôi phục một chút khí lực. Chủ nhân, ta chủ nhân cũng ở đó bên. Đây là tiểu hoàng vậy tỉnh lại, cảm nhận được liền Diệp Thần hơi thở, nhất thời vô cùng kích động. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần là tới cứu hắn. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi, và Diệp Thần nhận nhau. Đáng tiếc, dưới trọng thương, thân thể mới vừa đứng lên, liền cảm thấy day dứt đau, lại nằm đi xuống. Nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn. Ngụy Dĩnh lạnh lùng nói. Nàng biết tiểu hoàng thương thế rất nghiêm trọng, thậm chí so nàng còn nghiêm trọng hơn, nếu như tùy tiện lộn xộn, rất có thể làm tổn thương gân cốt, lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Hơn nữa, bên kia kịch chiến say xưa, nếu như chạy tới, bị chiến đấu hơi thở ảnh hưởng đến, chết như thế nào cũng không biết. Tiểu hoàng rũ thấp đầu, hoàn toàn ủ rũ. Hắn rất muốn đi gặp Diệp Thần, nhưng hiện tại, hiển nhiên không có cách nào. Ô Mang, mang hắn vào hang núi bên trong chữa thương. Ngụy Dĩnh phân phó. Cung chủ. Ô Mang lúc này cầm tiểu hoàng kéo đến bên cạnh trong hang núi, để cho nó an tâm dưỡng thương. Mà Ngụy Dĩnh, vậy ngồi xếp bằng ở bên ngoài sơn động, yên lặng điều tức. Chỗ này, khoảng cách vòng chiến rất xa, mặc dù gặp phải một chút ảnh hưởng đến, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm. Nàng muốn làm chính là mau sớm khôi phục mình cao nhất trạng thái. Phu nhân, cẩn thận. Vòng chiến bên trong, cổ Hàn Lâm ánh mắt ngưng trọng, nhìn bên người Tô Nhược Hy. Tô Nhược Hy nhẹ khẽ gật đầu. Trong tay rút ra một thanh trường kiếm. Chín tầng trời tiếng vang như sấm. Cổ Hàn Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét, vô số sấm sét điện mang nổ tung, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái trọng kiếm, một kiếm bôn lôi, hung hăng chém về phía Hàn Trường Sinh. Phi tiên tuyệt vũ. Tô Nhược Hy một tiếng khẽ kêu, múa kiếm như trời tiên, tư thái linh động, lại mơ hồ và cổ Hàn Lâm bôn lôi kiếm chém, sinh ra đặc biệt đồng tình tiết tấu. Song kiếm hợp bích, chín tầng trời phi tiên kiếm. Hạ một sát, vợ chồng hai người quát lên một tiếng lớn, kiếm pháp lại có thể dung hợp vào nhau,
bộc phát ra một món cổ xưa hồng mông hơi thở. 33 thiên hồng mông cổ pháp. Không đúng. Cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Diệp Thần mở to hai mắt, chỉ cảm thấy từng luồng hồng mông hơi thở, đập vào mặt. Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy hợp bích kiếm, lại có hồng mông cổ pháp hơi thở, nhưng cùng chân chính hồng mông cổ pháp, lại có điểm không cùng. Diệp Thần tâm thần chuyển động, các loại thiên cơ thiểm lược mà qua, nhất thời dòm ngó thấy sau lưng nhân quả. Nguyên lai, Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, nghe 33 thiên hồng mông cổ pháp uy lực nghịch thiên, trong lòng rất là không phục, muốn tự nghĩ ra một môn hồng mông cổ pháp. Bọn họ không biết trải qua nhiều ít năm tháng, rốt cuộc mò tới một chút bí quyết, sáng lập một môn kêu 9 tầng trời phi tiên kiếm kiếm pháp. Kiếm pháp này, do 9 tầng trời tiếng vang như sấm và phi tiên tuyệt vũ hai môn kiếm chiêu tạo thành, vừa mang theo cửu thiên lôi đỉnh uy áp, lại có thiên ngoại phi tiên phiêu linh, cần trai gái hai người song tu, song kiếm hợp bích, mới có thể phát huy ra uy lực. Cái này 9 tầng trời phi tiên kiếm, mặc dù không phải chân chánh hồng mông cổ pháp, nhưng đã có thể dẫn động hồng mông hơi thở, lực sát thương chút nào không kém, đủ để sánh bằng chân chính cổ pháp. Song kiếm hợp bích, câu thông hồng mông, các ngươi hai cái, thật là khoáng cổ tuyệt kim thiên tài. Hàn Trường Sinh nhìn một kiếm này, cũng là rung động thật sâu. Người bình thường muốn câu thông hồng mông hơi thở, nắm giữ hồng mông lực lượng, không biết có khó khăn bao nhiêu. Nhưng Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, nhưng nghĩ tới song kiếm hợp bích phương pháp, rất miễn cưỡng xuyên qua thiên địa hồng mông, đưa tới vô cùng mênh mông cổ khí. Một chiêu này 9 tầng trời phi tiên kiếm, kiếm khí chi kịch liệt, đơn giản là không có thể tưởng tượng. Vô số sấm thần quang, thiên tiên hào khí, xen lẫn diễn hóa thành một đạo kiếm trụ, hung hăng xoay tròn vặn cổ, tựa hồ muốn thông suốt đúng cái thiên địa. Hàn Trường Sinh quanh thân ngũ tuyệt tai khí, ở 9 tầng trời bay tiên kiếm nghiền ép hạ, ngay tức thì phai mờ. Ngập trời kiếm khí, hung hăng xuyên qua ngực hắn, đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Phốc xích, Hàn Trường Sinh cuồng phún máu tươi, mang chút nội tạng, bước chân chật vật lui về phía sau. Hắn thực lực, cuối cùng còn chưa tới thần đế cảnh giới, coi như dung hợp một chút đế thích thiên hơi thở, coi như chúa tể ngũ tuyệt thiên tai, nhưng ở Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy song kiếm hợp bích chém chết hạ, cũng là hoàn toàn sa sút. Hô! Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy đôi đôi thở phào nhẹ nhõm, thân thể một hồi lay động. Thân thể vậy mờ đi mấy phần. Mặc dù đánh bại Hàn Trường Sinh, nhưng bọn họ hơi thở, vậy hao tổn được vô cùng nghiêm trọng. Thằng nhóc, tiếp theo giao cho ngươi. Cổ Hàn Lâm nhìn Diệp Thần một mắt. Đừng lưu người sống, tháo ra 8 khối, bằng thây vạn đoạn, xương nghiền thanh cho rắc. Tô Nhược Hy thở hổn hển, tung người lui về luân hồi mộ địa. Cổ Hàn Lâm vậy hoảng vội vàng đi theo trở về. Hai người cần nghỉ ngơi. Không cách nào tái chiến. Đây đã là bọn họ cực hạn. Mà Hàn Trường Sinh, đã bị hai người đánh trọng thương, Diệp Thần tùy thời có thể chém chết. Hụ! Hàn Trường Sinh lạc giọng ho khan, dung mạo tựa như lập tức già vô số năm tháng. Ngực hắn, bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng dòng nước chảy. Đế Thích Thiên hơi thở, đã hoàn toàn tản đi. Tiếp ngay cả động dùng thiên hình ngũ tuyệt trận, hắn vậy gặp phải ngập trời cắn trả. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, từng tia đáng sợ gân cốt vết nứt tiếng, từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Không cần Diệp Thần động thủ, lại qua mấy nén hương thời gian, hắn cũng phải kinh mạch nổ tung, thất khiếu chảy máu mà chết. Diệp Thần không nói một lời, nâng kiếm đi tới Hàn Trường Sinh trước mặt. Luân hồi chi chủ, đừng, đừng giết ta. Hàn Trường Sinh trong mắt chuyển động, phát ra cầu khẩn thanh âm. Thời khắc này hắn, hoàn toàn mất đi nơi có khí phách, thành một cái người nào chết chó hoang. Ha ha, người còn có lời gì muốn nói? Diệp Thần lạnh cười nhạt một tiếng. Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, hụ hụ. Hàn Trường Sinh vừa nói chuyện, một bên ho khan kịch liệt trước, hộc máu liền liền, nhưng ánh mắt ngược lại là vô cùng thành khẩn. Chỉ cần ngươi chịu thả qua ta, cũng cứu chữa ta thương thế, ta có thể thần phục ngươi. Đại kiếp buông xuống, ngươi thực lực quá yếu, mà ngươi và Đế Uyên Điện ân oán, lại chân thực quá sâu. Cùng đại kiếp hạ xuống, Đế Thích Thiên muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến.
ngươi không thể nào lật bàn, trừ phi, ngươi chịu nhận bị ta thần phục, ta sẽ mai phục ở Đế Huyên Điện, vì ngươi thăm dò tin tức. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời ngưng trọng. Đúng là, hắn thực lực, chỉ có hỗn độn cảnh, khoảng cách thiên thần cảnh giới, thần đế cảnh giới, đặc biệt xa xôi. Muốn phi thăng thượng giới, muốn nghiền diệt Đế Huyên Điện, cơ hồ không thể nào. Nếu như Thu Hàn trường sinh, ở Đế Huyên Điện chôn một con cờ, tuyệt đối có thiên đại chỗ tốt. Món pháp bảo này, coi là ta lễ vật. Hàn trường sinh khó khăn đứng dậy, móc ra một tờ linh phù bóp vỡ, nhất thời, linh quang trốn vào lòng đất, một hồi kinh khủng tà khí, điên cuồng tràn ngập ra. Mặt đất nứt ra, liền gặp một lần mờ mịt lá cờ vải, từ dưới lòng đất toát ra. Cái này lá cờ vải, quanh quẩn vô tận tà khí, vô tận quỷ khí, vô tận oán niệm hơi thở, lá cờ vải trên in một đầu quỷ dị đầu khô lâu, từng cơn mãnh liệt lệ hồn ác niệm, không ngừng tản ra. Cái này cấm hồn đảo trên, làm thiên ma cũng kiêng kỵ tà khí, chính là từ nơi này lá cờ vải trên phát ra. Đây là... Diệp Thần nhìn cái này lá cờ vải, nhất thời kinh ngạc. Ở vô tận tà khí sau lưng, hắn mơ hồ tới giữa, lại có thể bắt được một chút cổ xưa hồng mông hơi thở. Đây là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, kêu U Tà Lục Hồn Phiên. 33 thiên hồng mông chí bảo. Ừ. Hàn Trường Sinh thở một hơi, nói thiên địa hồng mông thời điểm sơ khai, thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống. Lên cao thanh khí, diễn hóa thành ra thiên võ phù, tổng cộng có 33 thiên, chính là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp. Chìm xuống chọc khí, diễn hóa thành một kiện kiện pháp bảo, cũng có 33 kiện, gọi chi là 33 thiên hồng mông chí bảo. Cái này 33 thiên hồng mông chí bảo, mỗi một kiện đều có nghịch thiên lực sát thương, ta mới vừa bị ngươi cướp được Chu Tước Phi Kiếm, còn có sau lưng tứ tượng bí bảo, trên thực tế cũng là 33 thiên hồng mông chí bảo, chỉ là bởi vì năm tháng tang thương, mất đi hồng mông hơi thở, mới rơi mất phẩm cấp. Nhưng ta cái này U Tà Lục Hồn Phiên, hồng mông hơi thở còn ở, có không có thể tưởng tượng uy lực, từ hồng mông sơ ích, đến luân hồi chi chủ ra đời, đoạn thời gian này chết đi vong hồn, phàm là tội nghiệt sâu nặng, đều bị U Tà Lục Hồn Phiên hấp thu. Món pháp bảo này, bên trong ẩn chứa tà hồn lệ khí, đâu chỉ hàng trăm triệu, đơn giản là vũ trụ tinh hà, không thể lường được. Cho đến ngươi ra đời, quyết định luân hồi, chư thiên vạn giới tội hồn, mới tránh khỏi bị tàn sát nghiền ép tai ách. Hàn Trường Sinh nói xong lời nói này, sắc mặt đỏ mặt, lại có điểm hồi quang phản chiếu hình dáng. Món pháp bảo này, lại có thể như thế lợi hại, ngươi từ nơi nào có được. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở cấm hồn đảo phía dưới, còn chôn giấu như thế một kiện đáng sợ pháp bảo. Ta, Hàn Trường Sinh muốn nói, nhưng thương thế chân thực quá nghiêm trọng, cái gì đều không nói được. Diệp Thần tròng mắt híp lại, ngưng mắt nhìn U Tà Lục Hồn Phiên. Nhất thời, hắn ánh mắt, liền xuyên thấu sương mù dày đặc, thấy được sau lưng thiên cơ nhân quả. Nguyên lai ở thời đại thượng cổ, cái này U Tà Lục Hồn Phiên là thiên ma tộc pháp bảo, sau đó bị Đế Thích Thiên cướp đi. Mà năm đó, hắn và Đế Thích Thiên đánh một trận, đem chi đánh cho bị thương. Hàn Trường Sinh thừa dịp Đế Thích Thiên chữa thương, trộm đi U Tà Lục Hồn Phiên, cũng len lén chôn ở trên cái đảo này, chờ đợi thời cơ luyện hóa. Nhưng 33 thiên hồng mông chí bảo, hơi thở chân thực quá mức bằng bạc, coi như hắn đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 trời, cũng không khả năng luyện hóa. Cho nên, cái này U Tà Lục Hồn Phiên vẫn là vật vô chủ. Hắn muốn hiến tặng cho Diệp Thần, coi là đầu dựa vào lễ vật. Chân quý như vậy hồng mông chí bảo, hắn cũng bỏ được cống hiến, có thể gặp đầu dựa vào thành ý. Diệp Thần trong lòng động một cái, huyết mạch hắn đặc biệt đặc thù, 33 thiên hồng mông chí bảo, liền thần đế cao thủ đều khó luyện hóa, hắn nhưng là có thể luyện hóa. Nếu như luyện hóa U Tà Lục Hồn Phiên, nắm trong tay hàng trăm triệu vạn lệ hồn năng lượng, hắn sức chiến đấu, tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh. Còn nữa, nếu quả thật có thể ở Đế Huyên Điện, nằm vùng hạ một con cờ, sau này tuyệt đối có to lớn chỗ tốt. Thì ra là như vậy, nguyên lai cái này U Tà Lục Hồn Phiên, là ngươi ở Đế Thích Thiên thủ hạ trộm ra. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng không ngừng tính toán cân nhắc. Luân hồi chi chủ, sau lưng nhân quả, ngươi cũng dòm ngó thấy. Hàn Trường Sinh nhất thời đại hỉ, đã như vậy,
Người hẳn biết ta thành ý, có thể nguyện đầu hàng. Lộp bộp. Diệp Thần tim, hung hăng nhảy lên mấy cái, cuối cùng lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, người không có tư cách. Là, tại sao? Hàn Trường Sinh ánh mắt ngay tức thì ảm đạm. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên, nhìn phương xa, nói. Đế Huyền Điện thế lực, còn có Đế Thích Thiên thực lực, so như ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn, trong sâu thẳm, ta thấy rõ đến thiên cơ, một mình ngươi thiên thần cảnh tầng 8 trời, liền làm con cờ tư cách cũng không có. Nói thật, Diệp Thần ngược lại là rất muốn thu phục Hàn Trường Sinh. Nhưng vấn đề là, Đế Huyền Điện thật đáng sợ, Đế Thích Thiên thật đáng sợ, Hàn Trường Sinh liền làm con cờ tư cách cũng không có, nếu như thu phục hắn, chỉ sẽ bại lộ mình nhân quả. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thấy rõ đến đáng sợ thiên cơ. Đế Huyền Điện thế lực, phân bố chư thiên vạn giới, vô cùng vũ trụ, Hàn Trường Sinh nơi dòm ngó thấy, chỉ là Đế Huyền Điện vô số cơ nghiệp bên trong một xó xỉnh. Hắn lấy là cái sừng này rơi, chính là toàn bộ. Ngồi giếng nhìn trời. Hắn còn muốn tạo phản đoạt vị, đơn giản là nói vớ vẩn. Nếu như hắn thật biết Đế Thích Thiên đáng sợ, cũng sẽ không có cái ý niệm này. Đáng tiếc, mãnh hổ đáng sợ, con kiến hôi là sẽ không biết. Con kiến hôi ở mãnh hổ trước mặt làm ầm ĩ, mãnh hổ không có để ý, chỉ là bởi vì trước mắt có lớn hơn con mồi. Cho một mình ngươi thể diện, tự sát đi. Diệp Thần bỏ lại trường kiếm, vứt xuống Hàn Trường Sinh trước mặt. Thật may hắn luyện thiên ma động minh nhãn, cảm giác được sau lưng đáng sợ thiên cơ, nếu không, thật thu Hàn Trường Sinh làm con cờ, bị Đế Thích Thiên phát hiện, chết như thế nào cũng không biết. Luân hồi chi chủ, ngươi. Hàn Trường Sinh nhìn trước mắt trường kiếm, nhất thời phát run, không nghĩ tới lại có thể bị Diệp Thần cự tuyệt. Muốn hắn tự sát, hắn nhưng thì không muốn chết. Được, nếu ngươi như vậy tuyệt tình, vậy chúng ta cùng nhau chết đi. Thiên ma tan giã đại pháp. Hàn Trường Sinh cắn răng nghiến lợi, ánh mắt lãnh khốc, trên mình bỗng nhiên bộc phát ra từng cơn thiên ma hơi thở. Thiên ma tan giã đại pháp, lợi dụng tan giã tự bạo, nổ tự thân khí huyết tu vi, từ đó tạo thành to lớn nổ. Phương pháp này ngọc đá cùng vỡ, lực sát thương đặc biệt khủng bố. Hàn Trường Sinh là thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, hắn nếu như tan giã tự bạo, liền thần đế cường giả cũng phải sợ. Nhưng hiện tại, Hàn Trường Sinh khí huyết khô kiệt, kinh mạch gần như vết nứt, hắn coi như muốn tự bạo, vậy không có đầy đủ khí huyết, căn bản không có thể phát huy uy lực. Người dùng thiên ma tan giã đại pháp, thì có ích lợi gì? Diệp Thần nhíu mày một cái. Hi hi. Hàn Trường Sinh giữ tợn cười lên. Hạ một sát, để cho Diệp Thần khiếp sợ chuyện xảy ra. Chỉ gặp từng luồng thiên ma hơi thở, dưới vào u tà lục hồn phiên bên trong. Lục hồn phiên bên trong, vô số lệ hồn tà phách, bị thiên ma hơi thở kích thích, nhất thời phát ra nhọn gào thét. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt đại biến. Nguyên lai Hàn Trường Sinh thiên ma tan giã đại pháp, không phải dùng ở hắn trên người mình, mà là dùng ở lục hồn phiên bên trong. Cái này lục hồn phiên hắn mặc dù còn không có luyện hóa, nhưng nhiều năm như vậy điều nghiên, đã sớm nắm giữ một phần nhỏ lệ hồn hơi thở, có thể câu thông đồng tình, đưa tới tan giã nổ. Hắn chỉ cần nổ mấy trăm lệ hồn, mượn nữa giúp lục hồn phiên bản thân chấn động lực, là có thể sống miễn cưỡng nghiền bạo Diệp Thần. Thiên Long bát thần âm, cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt sợ hãi, khơi mào trường kiếm, kiếm phong cắt kim loại không khí, nổ lên đạo đạo hồng mông cổ âm. Hiện tại hắn Thiên Long bát thần âm, cảnh giới càng ngày càng thành thục, không chỉ là cổ họng phát âm, gân cốt phát âm, liền kiếm phong cắt kim loại không khí, cũng có thể tóe ra hồng mông cổ âm. Bá, ni, bá, mi, mu, ô, ba. Tám cái kim quang ký tự, mang ngập trời hồng mông hơi thở, như con bướm vậy, ở Diệp Thần trên thân kiếm quanh quẩn, lật bay không ngừng, cùng không khí va chạm, bùng nổ cổ xưa thiên Phật thánh hát. Ngăn cản. Phải ngăn cản. Nếu như bị Hàn Trường Sinh nổ lệ hồn, thiên ma nổ, Diệp Thần cặn bã cũng không biết còn dư lại. Suy. Kiếm quang múa, long bay cao thiên. Tám cái hồng mông kim long, vậy từ Diệp Thần trên thân kiếm nổi lên. Cuồn cuộn kiếm khí, hung hăng chém ở Hàn Trường Sinh trên mình. Phốc xích. Hàn Trường Sinh thân thể tan vỡ, máu tươi cuồng phún.
Hắn và lục hồn phiên hơi thở liên lạc, ở trên trời long bát thần âm chấn động hạ, vậy ngay tức thì vết nứt. Lục hồn phiên rớt xuống đất, cái này lá cờ vải tựa hồ có nặng 0,5 tấn, nhìn như nhẹ bỗng một khối vải, nhưng hết rơi xuống đất, nhưng phát ra trọng chùy rơi xuống đất vậy thanh âm. Vậy xôi trào lệ hồn tiếng rít, vậy ngay tức thì chỉ thức đi xuống. Đúng khối lục hồn phiên, khôi phục bình tĩnh, từng tia lệ khí, tuân theo đặc biệt quỹ tích, chậm rãi quanh quẩn lưu chuyển, không có lại tan rã nổ dấu hiệu. Thành công! Diệp Thần tí tách tiểu thuyết www.mt1988.com thở phào nhẹ nhõm, chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Hàn Trường Sinh cuối cùng, lại còn cất giấu một lá bài tẩy. Thiên ma này tan rã đại pháp, một khi nổ, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật may hắn phản ứng mau, vậy thật may thiên long bát thần âm lợi hại, cuối cùng là ngăn cản. Chỉ là tiếp ngay cả động dùng thiên long bát thần âm, Diệp Thần gân cốt lại có điểm đau nhói, hơi thở tiêu hao đặc biệt to lớn, cả người mồ hôi đầm đìa. Ngươi lại có thể. Đáng tiếc. Hàn Trường Sinh ánh mắt trợn to, tràn đầy oán niệm và không cam lòng, không nghĩ tới thiên ma tan giã đại pháp, cuối cùng, lại có thể bị Diệp Thần cắt đứt. Luân hồi chi chủ, hụ, hụ hụ. Hàn Trường Sinh ho khan kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dù gì nói. Trước nhất thế, người bị đế thích thiên và huyền cơ nguyệt chu diệt. Cái này nhất thế, người cũng khó trốn luân hồi. Người sớm muộn phải chết, nhận mệnh đi. Thanh âm dần dần trầm thấp, hoàn toàn mất đi sức sống, thành một cổ thi thể lạnh như băng. Suy! Mà vậy lục hồn phiên, tựa hồ được cái gì kêu gọi, lại hóa thành một đạo xám quang, nhanh chóng chạy trốn xa đi, không thấy bóng dáng. Là ai? Ai cho đòi đi lục hồn phiên? Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, muốn cản đường, nhưng lục hồn phiên đi được cực nhanh, hắn vậy không ngăn được. Thiên ma động minh nhãn, mở. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, vội vàng mở thiên ma động minh nhãn, muốn dòm ngó gặp sau lưng nhân quả. Từng tia hắc khí, ở hắn ấn đường ngưng tụ thành một quả mắt đứng. Mắt đứng mở ra, tựa hồ muốn xuyên qua thiên địa. Nhưng thiên địa sương mù dày đặc, vô cùng phong phú. Diệp Thần nhưng là không nhìn thấu, lục hồn phiên sau lưng nhân quả. Rốt cuộc là ai cho đòi đi lục hồn phiên, hắn cũng không biết. Đoán chừng là đế uyên điện, đáng tiếc ta không thấy được sau lưng nhân quả. Diệp Thần thu hồi thiên ma động minh nhãn, lắc đầu một cái, trầm ngâm nói, bất quá, đế uyên điện bên kia, vậy không nhìn thấu ta nhân quả. Hiện tại hắn và đế uyên điện, tựa như mai phục ở rừng rậm bóng tối bên trong hai cái thợ săn. Ai cũng không có phát hiện ai tồn tại. Một khi ai dám ló đầu, nhất định sẽ có thiên đại mối họa. Vực ngoại, một phiến thần bí hư không, đền chỗ sâu nhất. Một tòa đơn sơ thảo lư. Thảo lư trước nhà, trên cỏ xanh, ngồi xếp bằng một cái áo bào đen nam tử. Gió nhỏ tấn công tới. Chàng trai áo bào đen lại toàn bộ tiêu tán. Dưới hắc bào lại là một cái tóc trắng người. Cái này tóc trắng người. Gương mặt tinh xảo đẹp, khí chất ngọc thụ lâm phong, cả người quần áo trắng như tuyết, hiện ra vô cùng xuất trần hơi thở. Hắn ngũ quan, thư hùng mạc biện luận, không thể nhìn ra hắn là nam hay nữ. Hắn tuổi tác, cũng là già trẻ mạc phân biệt, rõ ràng một đầu tóc bạc, nhưng dung nhan tinh xảo, ngũ quan ra tất cả như bạch ngọc. Chỉ có một cặp tròng mắt, mang mãi mãi tang thương, vô tận phong cách cổ xưa. Đây là đắm chìm vô số năm tháng ông già mới đặc biệt trong mắt, hết lần này tới lần khác mọc lên ở một tấm vô cùng trẻ tuổi, vô cùng đẹp trai, vô cùng gương mặt xinh đẹp trên. Cái này vô cùng cổ quái, không nhìn ra là nam hay nữ, là cứ thiếu tóc trắng người, chỉ có một người ngồi ở thảo lư trước. Trước mặt hắn để một tấm bàn cờ, hắn một người đánh cờ, chừng lẫn nhau vồ, di nhiên tử vui. Giữa trời đất, tựa hồ không có bất kỳ vật gì. Có thể nhiễu loạn hắn tâm thần. Suy. Bỗng nhiên lúc này, một mặt tà khí dày đặc lá cờ vải, từ trong hư không xuyên ra, rơi vào trước mặt hắn. Đế thích thiên, thả ta đi ra ngoài. Đế thích thiên, người cái này đại ma đầu, mau thả ta đi ra ngoài. Đế thích thiên, cuối cùng có một ngày, lão tử muốn giết ngươi. Lá cờ vải bên trong, truyền ra vô số đạo thanh âm gầm thét. Cái này lá cờ vải bên trong,
tựa hồ phong ấn cường đại gì tồn tại, và trước mắt tóc trắng người, có thiên đại ân oán. Chư quân an tâm một chút chớ nóng, chờ ta hạ hoàn bàn cờ này, tự nhiên sẽ thả các vị đi ra. Tóc trắng người khẽ mỉm cười, thanh âm cũng giống như nhau thư hùng mạc biện luận. Hắn như bạch ngọc bàn tay, nhẹ nhàng lộn một cái này lá cờ vải, ngay tức thì ẩn vào hư không, không thấy bóng dáng. Hình ảnh quay về. U Minh vùng biển, cấm hồn đảo. Nếu Hàn Trường Sinh vận mệnh đã kết thúc, đó cũng là hắn tìm tiểu hoàng và thần bí thiếu nữ lúc. Dưới chân mặc dù là U Minh hải vực một nơi hòn đảo. Nhưng hòn đảo vô cùng bát ngát. Thiên cơ che đậy, hiển nhiên Diệp Thần dùng vậy hồng mông cổ pháp thiên ma động minh nhãn cũng không cách nào khám phá. Nếu như hắn đoán không lầm, thần bí thiếu nữ và tiểu hoàng hẳn ngay tại hòn đảo chỗ sâu nhất. Chỉ là, không biết vì sao, hiện tại an tĩnh lại, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được cái này hòn đảo bên trong còn phong ấn đặc thù gì tồn tại. Loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái. Tựa như còn có rất u ám đồ núp ở dưới chân. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nghĩ ra cho nên như vậy, liền hướng một phương hướng đi. Ở đi tìm tiểu hoàng trước, hắn còn muốn cầm một kiểu đồ. Chính là vậy có luân hồi lực tinh vẫn cự kiếm. Mà ngay lúc này, dị biến nổi lên, sát kiếm tự đi bay ra. Trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Rồi sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Đây là kiếm hồn cô gái Huyền Hàn Ngọc thanh âm. Thằng nhóc, vậy tinh vẫn cự kiếm đến là có thể trước khác lại, mới vừa rồi ngươi cảm giác không có sai. Nơi đây quả thật có đặc thù tồn tại. Sợ rằng liền Hàn Trường Sinh cũng không có phát hiện. Hơn nữa, nơi này còn có người quen cũ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, rốt cuộc là thứ gì? Cái gì người quen cũ? Ngươi đem lời nói rõ ràng. Kiếm hồn cô gái Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, ngươi nếu không cấp, ta ngược lại là có thể và ngươi nói một chuyện. Mời nói, Diệp Thần tự nhiên không quan tâm như thế chút thời gian. Nơi đây hẳn không có trên mặt nổi uy hiếp, nhưng là trong bóng tối cảm giác uy hiếp để cho hắn quá khó chịu. Ngươi có thể nhớ Dư Thịnh và Lãnh Gia, chính là cái đó và Đế Uyên Điện có liên quan Lãnh Gia. Lãnh Gia, là một cái vực ngoại vô cùng là cường đại thế lực, hơn nữa truyền thừa, vô cùng rất xưa, sớm ở mấy chục ngàn năm trước, Lãnh Gia liền cùng Thất Đại Thần Quốc có một ít tiếp xúc. Lúc ấy, Lãnh Gia đề ra yêu cầu, là để cho Thất Đại Thần Quốc nước, cống hiến 10.000 tên thiên thần cảnh trở lên tồn tại, làm là thiên thần nô bộc sử dụng. 10.000 tên thiên thần cảnh tồn tại, cho dù ở thượng cổ, cái đó võ đạo thịnh vượng thời đại, vậy cơ hồ là thứ nhất thần quốc tất cả cường giả số lượng à. Đây chính là biết nhúc nhích đong đưa đến thứ nhất thần quốc căn cơ. Nếu là thật làm như vậy, cho dù không suy nghĩ đem để chống đỡ vực ngoại thiên ma xâm lấn vấn đề, toàn bộ thần quốc võ đạo, vậy ắt sẽ nhanh chóng suy yếu đi xuống. Lúc ấy thần quốc 10 thế lực lớn, cho dù biết rõ Lãnh Gia mạnh mẽ, nhưng, một phen thương nghị sau này, vẫn còn là cự tuyệt Lãnh Gia yêu cầu. Nhưng, sự lựa chọn này, nhưng cơ hồ làm cho thần quốc nghênh đón một chàng suýt nữa bị tiêu diệt nguy cơ. Huyền Hàn Ngọc nhàn nhạt nói, lúc ấy, vực ngoại có một người con em gia tộc, bởi vì ngộ thương Lãnh Gia một vị công tử, mà gặp phải Lãnh Gia trừng phạt, hắn yêu cầu chính là, đem thần quốc hoàn toàn hủy diệt. Thần quốc, mặc dù ở vực ngoại bên trong không tính là chí cường, nhưng, muốn lấy lực một người, đem chi hủy diệt, vậy tuyệt không phải một chuyện ung dung, mà trọng yếu hơn chính là, làm như vậy, tất nhiên sẽ dính cực mạnh nhân quả lực, sứ võ giả khí vận, bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Nhân quả lực, Diệp Thần nghe vậy, khẽ cau mày. Huyền Hàn Ngọc nói, người lấy là những người đó tại sao không tự mình ra tay, diệt tuyệt vực ngoại thiên ma nhất tộc thu thập tử tiêu đá. Mà là như vậy vòng vo âm thầm thúc đẩy ma tộc xâm lược Thất Đại Thần Quốc. Đây cũng là bởi vì nhân quả lực, diệt tuyệt một cái chủng tộc, hoặc là hủy diệt một cái vị diện, cũng sẽ dính cực mạnh nhân quả lực, cũng chính là Phật gia nói nghiệp lực, từ đó sứ võ giả khí vận, bị cực lớn vô cùng ảnh hưởng lớn. Diệp Thần ngưng tiếng nói, cho nên, Lãnh Gia năm đó vì trừng phạt thần quốc cãi lại mệnh lệnh của mình, lại không muốn dính trên nghiệp lực, mới tay giả tên kia vực ngoại võ giả. Huyền Hàn Ngọc nói, không sai, người này, nghe nói đến từ vực ngoại Tôn gia, tên là Tôn Cực, thời đại thượng cổ, thần quốc võ đạo mạnh, thậm chí không thiếu thiên thần cảnh cường giả, có thể, dù vậy,
Toàn bộ thứ nhất thần quốc vô số cường giả liên thủ, đối mặt cái này tôn cực, lại là vẫn không có chút nào sức chống cự. Cuối cùng, thần quốc một phần chia thiên thần cảnh chí cường, rốt cuộc làm ra một cái lựa chọn, lấy mình thay thế vậy 10.000 thiên thần cảnh tồn tại, trở thành lãnh gia nô bộc, lắng xuống lãnh gia lửa giận, lúc này mới xứ toàn bộ thần quốc, may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Nhưng mà cái này tôn cực, tu luyện là máu đạo công pháp, lúc ấy, cũng đã giết người thành nghiền, căn bản không cách nào dừng tay, cho dù lãnh gia hạ lệnh, vậy không ngăn cản được tôn cực, thậm chí, còn nghĩ lãnh gia phái ra sứ giả trực tiếp chém giết. Lãnh gia tức giận dưới, mới phái ra trong tộc cường giả, giải quyết đây cơ hồ đem toàn bộ thần quốc suýt nữa tàn sát hầu như không còn ác ma. Huyền Hàn Ngọc Thanh âm, đột nhiên âm trầm một phần nói, tất cả mọi người đều lấy là, tôn cực đã bị lãnh gia người giết chết, có thể trên thực tế, lại cũng không như vậy, cho dù tên kia lãnh gia cường giả, cũng không cách nào đem tôn cực hoàn toàn giết chết, chỉ có thể thi triển bí pháp, đem phong ấn. Người biết cái này tôn cực cuối cùng đại chiến và phong ấn địa phương ở nơi nào sao? Chính là ngươi dưới chân cấm hồn đảo. Người biết nơi đây tại sao kêu cấm hồn đảo sao? Cấm chính là cái này tôn cực hồn. Người mới vừa rồi cùng người kia đánh một trận, đã mơ hồ đem cái đó phong ấn giãn ra. Cái này hoặc giả chính là nhân quả tuần hoàn. Diệp thần con ngươi ngưng trọng, phong ấn giãn ra mà thôi, ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi cái này u minh vùng biển, hẳn không ngại đi. Huyền Hàn Ngọc lắc đầu một cái, nếu như sự việc thật đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng chế tỉnh lại và ngươi nói chuyện này. Hiện tại, lãnh gia cùng ngươi, đế huyền điện cùng ngươi, đã hoàn toàn kết oán, thời gian ngắn không cách nào đối với ngươi ra tay, nhưng, căn cứ ta suy đoán, lãnh gia cũng rất có thể phái ra một ít người làm, giải trừ cái này tôn cực phong ấn, đem lần nữa thả ra. Diệp thần nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nếu như cái này tôn cực thật trở lại thế gian, tạo thành nguy hại, sợ rằng so với vực ngoại thiên ma, còn nghiêm trọng hơn chứ. Hôm nay, việc cần kíp chính là đi vậy phong ấn tôn cực địa phương, xác nhận hắn còn thật tốt bị kẹt ở phong ấn bên trong. Rất nhanh. Diệp thần liền hướng cấm hồn đảo một phương hướng nhanh chóng đi. Căn cứ kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc nói, chỗ kia địa phương, là một nơi tên là cấm hồn cảnh bí cảnh cổng vào, tôn cực, liền bị phong ấn trong đó. Diệp thần tay cầm sát kiếm, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hắn biết, cái này cấm hồn cảnh cửa vào phong ấn, là tên kia lãnh gia cường giả, tự tay sở hạ, tuyệt không phải tốt như vậy phá, có thể một khắc sau, hắn nhưng là hơi ngẩn ngơ. Chỉ gặp mới vừa rơi xuống đất, một đạo màu máu vòng xoáy, liền chiếu vào liền Diệp thần hai tròng mắt bên trong. Không tốt, cấm hồn cảnh cổng vào, lại là đã bị người mở ra. Hơn nữa còn là mở ra đã lâu. Diệp thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, có thể mở ra cái này cấm hồn cảnh, sợ rằng, cũng chỉ có lãnh gia phái tới người. Diệp thần trong lòng căng thẳng, một khắc sau, liền không chút do dự tiến vào màu máu vòng xoáy bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp thần lần nữa mở hai mắt ra, không khỏi được con ngươi hơi co lại. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí vị, bầu trời, mặt đất, hoa cỏ, hết thảy, đều tựa hồ bị máu tươi nhiễm đỏ vậy. Cái này, lại là một mảnh màu máu thiên địa. Cấm hồn cảnh, một mảnh hồ bạc trước, đứng thẳng một đạo thân ảnh, nếu như Diệp thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này. Chính là ban đầu hạ xuống lại trọng thương rời đi Dư Thịnh. Lúc này Dư Thịnh, sắc mặt nhưng là vô cùng làm khó xem, đây đã là hắn lần thứ hai đi tới nơi này, hắn khí vận sợ rằng lại được ảnh hưởng không nhỏ. Đáng chết! Dư Thịnh thầm mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nếu không phải bởi vì cái đó Diệp thần, mình, vì sao tới mức này? Trước hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, trở lại lãnh gia sau đó, mặc dù giữ được một cái mạng, nhưng... Hắn giá phải trả, chính là lần nữa bị phái đến thần quốc biên giới U Minh vùng biển, tháo ra một đạo phong ấn. Nếu như lần này lại thất bại, Dư Thịnh, chỉ sợ cũng thật chết chắc. Dư Thịnh thở dài một cái, khí vận lại thấp, vậy so trực tiếp bị lãnh gia xóa bỏ thân nhau được nhiều, không phải sao? Lúc này, Dư Thịnh cả người dâng trào linh lực, gào thét ra, trong tay trường thương điệu múa, thương ý kích động, hướng về phía trước mặt màu máu hổ. Hùng hãn một thương đánh ra. Vào thời khắc này, hồ kia bạc bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi huyết quang,
vô số tím kim phù văn từ nước hồ bên trong cuồn cuộn ra, hóa thành một đạo màu vàng tím màn sáng, lại là đem Dư Thịnh đây tuyệt mạnh một thương, miễn cưỡng chặn. Dư Thịnh sắc mặt trầm xuống, ban đầu lãnh gia cường giả lưu lại đạo phong ấn này, mấy chục ngàn năm trôi qua, lại còn có như vậy lực lượng. Hắn có thể không có hứng thú, ở nơi này cấm hồn đảo bên trong nán lại quá lâu à, mỗi ở lâu một phút, Dư Thịnh khí vận, liền sẽ yếu bớt một phần. Dư Thịnh hít sâu một hơi, lại là lấy ra một quả màu xanh nhạt đan dược bề ngoài, lượn lờ vô số màu vàng đường vân, một cầm ra, liền tản mát ra một hồi vô cùng là đậm đà dược lực, hiển nhiên phẩm cấp không thấp. Dư Thịnh nhìn viên thuốc đó, có chút do dự, bất quá chỉ chốc lát sau, trong mắt, vẫn là thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ, mặt đầy đau lòng đem đan dược một hơi nuốt vào, cường đại dược lực ở huyết mạch bên trong vỡ đằng, gò má bên trên, hiện lên lau một cái không bình thường đỏ thẫm, cả người hơi thở, lại là nhanh chóng bành trướng. Đan dược này, tên là Thanh Nguyên Đan, có thể trong vòng thời gian ngắn, biên độ lớn tăng lên người sử dụng tiềm lực, mặc dù tác dụng phụ không nhỏ, nhưng, này cùng đan dược, ở thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể cứu mình một mạng. Cho nên, Thanh Nguyên Đan cho dù ở vực ngoại, cũng thuộc về khá là cao đẳng đan dược, lấy Dư Thịnh xuất thân căn bản không mua nổi. Cái này Thanh Nguyên Đan là lãnh gia đặc biệt giao cho Dư Thịnh, dùng để kích phá phong ấn sử dụng, nguyên bản, Dư Thịnh còn muốn đem cái này Thanh Nguyên Đan lưu lại, đền bù từ tổn thất của mình, có thể dưới mắt cùng Thanh Nguyên Đan so ra, vẫn là mình khí vận, trọng yếu hơn. Ăn vào Thanh Nguyên Đan sau đó, Dư Thịnh thực lực lại là đã không thể tưởng tượng nổi đột phá. Cảm thụ trong cơ thể không ngừng tăng cao lực lượng, Dư Thịnh gương mặt bên trên, hiện lên lau một cái thỏa mãn nụ cười, phát ra một tiếng thét điên cuồng, trong tay trường thương, lần nữa múa, thương xuất như long, toàn bộ cấm hồn cảnh, lại là đi đôi với Dư Thịnh động tác, mà không ngừng run rẩy. Cái này một thương, tuyệt mạnh, một thương ra toàn bộ bí cảnh cũng làm không yên. Ầm một tiếng vang thật lớn. Thực lực bạo tăng sau đó, Dư Thịnh nhất kích, rốt cuộc dung chuyển vậy màu tím kim phong ấn, màn sáng bên trên, vô số vết rách, thật nhanh tràn đầy kéo dài. Dư Thịnh sắc mặt vui mừng, nhưng vào lúc này, hắn con người bỗng nhiên co rúm một cái, xoay người nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp trong hư không, chập chờn cùng nhau, một đạo nam tử bóng người, xuất hiện ở Dư Thịnh trước mặt. Người này, tự nhiên chính là Diệp Thần. Là ngươi. Dư Thịnh mặt hiện sợ hãi vẻ, Diệp Thần nhưng mà hắn ác mộng à. Thời khắc này hơn thắng giống như gặp quỷ vậy. Hắn 10.000 cái không nghĩ tới U Minh vùng biển lại sẽ xuất hiện Diệp Thần. Chẳng lẽ chiến đấu mới vừa rồi hơi thở liền là tới từ Diệp Thần. Ban đầu Diệp Thần cùng Triệu Thiêm giao thủ, Dư Thịnh mặc dù không có thấy cuối cùng, có thể Diệp Thần đủ loại kinh khủng biểu hiện, đã cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng. Cái này đến từ vực ngoại võ giả. Đối mặt Diệp Thần, lại là cả người đều bắt đầu khẽ run. Diệp Thần lại không có để ý sẽ Dư Thịnh, ánh mắt trực tiếp từ Dư Thịnh trên mình lướt qua, nhìn về phía sau lưng phong ấn. Dư Thịnh đối với hôm nay Diệp Thần mà nói, bất quá là con kiến hôi bên trong con kiến hôi thôi, căn bản không cách nào hấp dẫn Diệp Thần từng tia chú ý. Gặp vậy tím kim phong ấn, vẫn chưa có hoàn toàn vỡ vụn, Diệp Thần rốt cuộc hơi thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt mình nghe theo kiếm hồn cảnh kỳ, kịp thời chạy tới cái này cấm hồn cảnh bên trong, nếu như lại trễ một bước, sợ rằng thất đại thần quốc, cùng với linh võ đại lục, lại phải bị một trường kiếp nạn. Nhưng đột nhiên tới giữa, Diệp Thần trước người Dư Thịnh, hai tròng mắt bên trong, nhưng là lóe lên một đạo vẻ bừng tỉnh. Dư Thịnh nhìn Diệp Thần nụ cười dần dần tàn nhẫn. Mình hiện tại thật giống như không cần phải sợ Diệp Thần chứ. Hắn hôm nay mới vừa uống Thanh Nguyên Đan, thực lực bạo tăng, bất ngờ đã đột phá, đã sớm xưa không bằng nay, cho dù là đối mặt linh võ đại lục thượng cổ người bảo vệ Triệu Thiêm, Dư Thịnh vậy tự tin có thể ung dung đem nghiền ép. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu Diệp Thần cùng Triệu Thiêm chiến đấu, cũng biểu hiện được vô cùng là miễn cưỡng, mặc dù cuối cùng đem Triệu Thiêm đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng, Diệp Thần mình cũng là thiêu đốt hết thảy chứ. Từ lần trước Diệp Thần cùng Triệu Thiêm đánh một trận, còn không có đi qua bao lâu chứ. Mặc dù Diệp Thần tu vi nhìn như tăng lên một ít, nhưng, Dư Thịnh cũng không thèm để ý, hắn biết tu võ giả thực lực, tới tầng thứ nhất định, muốn tăng lên đều là muôn vàn khó khăn, ngắn ngủi này mấy tháng, Diệp Thần có thể có bao nhiêu tiến bộ.
Dư Thịnh hoàn toàn không tin, Diệp Thần thực lực có thể có bao lớn tiến bộ, như là võ giả thực lực, tùy tùy tiện tiện là có thể tăng lên, vậy thanh nguyên đan cái này loại có thể tạm thời tăng lên lực lượng đan dược, lại làm sao có thể có này đồng giá trị giá. Dư Thịnh trong mắt, bỗng nhiên bộc phát ra lũ lũ hàn mang, giống như rắn độc vậy, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nói cách khác, bây giờ là hắn báo thù tốt nhất cơ hội, không phải sao? Dư Thịnh hưng phấn, vô cùng hưng phấn, hắn liền nằm mơ, cũng muốn giết chết Diệp Thần à? Hiện tại, cái này cơ hội cứ như vậy không giải thích được đưa đến mình trước mắt. Không phải nói khí vận hạ xuống, vận khí liền sẽ không tốt sao? Hắn làm sao cảm giác, mình vận khí, ngược lại càng ngày càng tốt. Nếu là có thể giết Diệp Thần, hắn lần này hạ xuống thần quốc, ngược lại là kiếm à. Dư Thịnh mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, sát ý bàng bạc, hướng về phía Diệp Thần lạnh giọng nói, Diệp Thần, người thật đúng là xui xẻo à. Mà lại ở nơi này bắt gặp bổn tôn, ha ha, xem ra kết nối với trời, cũng không muốn để cho ngươi sống tiếp à. Lần trước, Triệu Thiêm phế vật kia, không có đem ngươi giết chết, lần này, bổn tôn không thể nào lại tha ngươi. Diệp Thần nhìn về phía Dư Thịnh, sắc mặt vô cùng là cổ quái, cái này Dư Thịnh là ngu sao? Thấy mình, không những không chạy trốn, còn dám ở chỗ này uy hiếp mình. Diệp Thần nhàn nhạt nói, không buông tha ta. Ngươi dựa vào cái gì, không buông tha ta? Dựa vào cái gì? Dư Thịnh vô cùng lãnh sắc cười nói, Diệp Thần, ngươi không khỏi vậy quá ngây thơ chứ? Chẳng lẽ còn lấy là, bổn tôn sẽ đại phát thiện tim? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bổn tôn, hiện tại đã đột phá, có đối kháng Triệu Thiêm thực lực. Như thế nào, đủ chưa? Diệp Thần cười, Dư Thịnh thật cầm hắn chọc cười. Đối kháng Triệu Thiêm? Chẳng lẽ Dư Thịnh không biết, liền kết nối với giới nữ hoàng cháy hết thảy phân thân đều bị Diệp Thần chém giết sao? Đáng tiếc là, Dư Thịnh, còn thật không biết. Hắn thân phận, cho dù ở vực ngoại lãnh gia, đều là vô cùng là thấp kém, cho nên, hắn cũng không biết. Diệp Thần trước đây không lâu, mới vừa tiêu diệt thượng giới nữ hoàng phân thân. Nếu như Dư Thịnh biết, lúc này, sợ rằng đã quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, thỉnh cầu Diệp Thần thả qua mình chứ. Một khắc sau, Dư Thịnh điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay trường thương, kim mang lớn thả, hư không chấn động, màu máu khí lưu, ở thương mang bên trong, hóa thành gió bão, hướng Diệp Thần ngực, hung hăng đánh ra. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, tiện tay một quyền. Hướng Dư Thịnh đánh. Dư Thịnh, căn bản không có để cho hắn xuất kiếm tư cách. Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần quyền, cùng Dư Thịnh trường thương, ầm ầm đụng nhau, thời gian, phảng phất có chốc lát ngưng trệ một cái, toàn bộ cấm hồn cảnh, ở hai bên công kích dưới, tựa hồ đỉnh cách. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần con ngươi, nhưng là chợt co rúc lại, sắc mặt biến đổi. Đây là lực lượng gì? Dư Thịnh trường thương bên trên. Lại là bạo phát ra một cổ vô cùng hung lệ lực lượng, mơ hồ tới giữa, thậm chí còn áp đảo Diệp Thần một quyền này bên trên. Diệp Thần quyền đỉnh chỗ, bộc phát ra một hồi xương máu, toàn bộ thân thể, cũng giống như đạn đại bác vậy, bị Dư Thịnh cái này một thương, hoàn toàn đánh lui, dòng dã 10 bước, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Mà Dư Thịnh tay cầm trường thương, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, hắn hướng về phía bị đánh bay tới xa xa. Cả người là máu Diệp Thần, cười lạnh nói, thằng nhóc, thật lấy là mình giết một cái Triệu Thiêm, liền vô địch. Đối mặt bổn tôn, còn dám tay không chiến đấu. Ha ha, ngươi nếu không phải biết chữ chết viết như thế nào, bổn tôn, vừa vặn dậy một chút ngươi. Dư Thịnh bây giờ cảm giác, đặc biệt tốt vô cùng, thật giống như cả người, đều có xài không hết lực lượng, thiên địa này, đều có thể tiện tay bóp vỡ vậy, liền chính hắn, đều có chút rung động. Một quả thanh nguyên đan, lại có như vậy hiệu quả. Cái này cũng cường hãn đi. Dư Thịnh thân hình động một cái, đang chuẩn bị truy kích Diệp Thần, có thể, đột nhiên tới giữa, hắn nụ cười, đọng lại. Dư Thịnh, không động được. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Dư Thịnh, sắc mặt vô cùng trầm ngưng, kiếm hồn thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, không tốt, vậy tôn cực, lại là đã thoát khốn. Liền ta cũng không ngờ rằng. Người này máu nói, lại là như vậy được, đã tu luyện đến vô hình vô chất, máu thân pháp thể cảnh giới. Cái gì là vô hình vô chất, máu thân pháp thể? Làm huyết tu luyện tới cực cao tầng thứ lúc đó,
thân thể, liền sẽ hóa là vô hình, lấy máu làm thể. Lúc này Dư Thịnh, quanh thân lượn lờ tí ti huyết khí, mà máu kia khí, mơ hồ có thể thấy được, là từ vậy tím kim màn sáng khe hở bên trong chảy ra. Huyết khí này, chính là vậy tôn cực máu thân pháp thể. Máu này thân pháp thể hỗn tạp ở cấm hồn cảnh trong không khí huyết sát bên trong, thật khó phát hiện, cho dù là Diệp Thần, nhất thời khinh thường dưới, cũng làm bỏ quên. Ở hắn suy nghĩ bên trong, cái này tôn cực mạnh hơn nữa, cũng phải có cái hình thể mới đúng chứ, cho dù cái này hình thể, giống như là con kiến như vậy nhỏ xíu, nếu như hắn muốn đột phá phong ấn nói, Diệp Thần đều sẽ có phát giác. Có thể, Diệp Thần nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, tôn cực, lại liền hình thể, cũng không có à. Vậy như có như không máu thân pháp thể, không ngừng chui vào Dư Thịnh trong cơ thể, Dư Thịnh trong mắt, dần dần nổi lên vô cùng là hoảng sợ thần sắc, thét to cái này. Đây là cái gì, không muốn, không muốn à, tự ta thân thể bên trong lăn ra ngoài. Chết! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cổ tay lộn, sát kiếm xuất hiện ở trong tay, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, diệt thiên kiếm quyết, phá thiên lực vân. Vân, không giữ lại chút nào thi triển, hướng về phía Dư Thịnh chém ra chí cường một kiếm. Nếu như nói máu thân pháp thể, có nhược điểm gì mà nói, đó chính là nhất định phải theo nhờ ở vật còn sống bên trên, mới có thể phát huy ra tôn cực lực lượng, cái này cấm hồn cảnh bên trong vật còn sống, sớm ở mấy chục ngàn năm trước, liền bị lúc đó lãnh gia cường giả tiêu diệt không còn, còn như Diệp Thần. Lấy đặc thù thể chất, chư thiên vạn giới bên trong, sợ rằng không có bất kỳ người, có thể đoạt xác Diệp Thần, cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng không được. Cho nên, chỉ cần đem Dư Thịnh thân thể mất đi, hơn nữa nhanh chóng lần nữa phong ấn toàn bộ cấm hồn cảnh mà nói, tôn cực liền sẽ lần nữa bị nhốt ở nơi này cấm hồn cảnh bên trong. Một đạo kiếm quang, giống như đem vũ trụ xuyên qua ngân hà vậy, ngay tức thì đem Dư Thịnh thân thể chìm ngập. Kiếm quang bên trong, một tiếng hét thảm, vang khắp toàn bộ cấm hồn cảnh. Sát sau đó, ánh sáng tiêu tán, nguyên bản Dư Thịnh nơi đứng chỗ, không có một vật, chỉ còn lại ở đó cực kỳ kiếm quang bên trong, bể tan tành hư không. Diệp Thần thấy vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị ra tay, đem toàn bộ cấm hồn cảnh lần nữa phong ấn lúc đó, phong ma tôn giả cổ Hàn Lâm cùng kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc Thanh Âm, nhưng là đồng thời ở Diệp Thần đầu óc bên trong quát to, Diệp Thần, chú ý. Tôn cực không có chết. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, chợt xoay người, chỉ gặp sau lưng, đạo đạo huyết khí ngưng tụ, vốn nên bị một kiếm đánh được liền cặn bã cũng không dư thừa Dư Thịnh. Nhưng là mặt lộ vẻ một cái nụ cười ấm áp, lần nữa xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Lúc này Dư Thịnh, hẳn gọi là tôn cực sách hứng thú các vkvkv. Xúc, vip, tôn cực trên thân hình, trải rộng đạo đạo vết kiếm, bất quá, vết thương bên trên, huyết khí lững lờ, lại là lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Tôn cực nhìn lướt qua vết thương trên người, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, mang một vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói cái vị công tử này. Thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt hả, bằng chừng ấy tuổi, lại đã lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo. Cái này lực lượng hủy diệt, nhưng mà chúng ta huyết tu, nhất là sợ hãi vật à. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt thái độ này ôn hòa nam tử, ánh mắt nhưng là điên cuồng rung chuyển lên, hắn lại có chút không nhìn thấu cái này tôn cực thực lực. Phải biết, Diệp Thần cắn nuốt không thiếu tử tiêu đá sau đó, thực lực, đã hoàn toàn đột phá rất nhiều. Cho dù là đối mặt cường đại thiên ma hắn cũng tự tin có sức đánh một trận à. Nhưng lúc này, Diệp Thần lại là không nhìn thấu tôn cực tu vi. Điều này sao có thể? Ý vị này, tôn cực tuyệt không phải giống vậy tồn tại, hắn rất có thể, mạnh hơn Hàn Trường Sinh. Diệp Thần tim, giống như chìm vào vực sâu không đáy vậy, điên cuồng hạ rơi xuống trước. Cho dù hắn đối với mình thực lực lại còn lòng tin, cũng vô cùng rõ ràng. Đối mặt vượt xa mình tồn tại, bằng hắn thực lực, không có từng tia có thể, chiến thắng đối phương. Đây là, tôn cực đột nhiên mỉm cười mở miệng nói, công tử, tại hạ tôn cực, ngươi có thể đối với ta có một ít hiểu lầm, ta đối với công tử ngươi, cũng không có ác ý gì, công tử không cần rút kiếm dương cung như vậy, không bằng chúng ta, rời đi trước cái này cấm hồn cảnh như thế nào. Diệp Thần nghe vậy, sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, tôn huynh, ta kêu Diệp Thần. Là ta thất lễ, chúng ta cái này thì từ nơi này rời đi, đến ngoại giới sau đó, ta lại mời tôn huynh, thật tốt uống một ly.
Tôn Cực cười ha ha một tiếng nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Dứt lời, vừa quay người, hướng cấm hồn cảnh chi bước ra ngoài. Không biết, còn lấy là hai người là cái gì bạn tốt chí giao đâu. Chẳng lẽ, cho dù là Diệp Thần, đối mặt Tôn Cực như vậy không thể chiến thắng kẻ địch, cuối cùng cũng là lựa chọn cúi đầu. Ngay tại Tôn Cực xoay người ngay tức thì. Thiên Long bát thần âm. Gân cốt phát âm, liền kiếm phong cắt kim loại không khí, cũng có thể tóe ra hồng mông cổ âm. Úm, bá, ni, bá, mi, mờ u, ô, ba. Tám cái kim quang ký tự, mang ngập trời hồng mông hơi thở, như con bướm vậy, ở Diệp Thần trên thân kiếm quanh quẩn, bùng nổ cổ xưa thiên Phật thánh hát. Ngay sau đó, một đạo nối trời tiếp đất, tản ra khí tức hủy diệt kiếm quang, nhưng là vô căn cứ hiện lên, hướng Tôn Cực sau lưng, giống như kinh thế sấm sét vậy, điên cuồng chém xuống. Một kiếm ra, toàn bộ cấm hồn cảnh, lại là cũng mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Trong thiên địa huyết sát, đều ở đây vậy băng hàn kiếm quang bao phủ hạ, nhanh chóng tiêu tán, mất đi. Diệp Thần trong mắt, sắc bén lẫm liệt, kia chút nào cúi đầu ý. Có lẽ, hắn hôm nay cũng không phải là Tôn Cực đối thủ, thậm chí còn rất kém xa, nhưng... người đều có không thể nhượng bộ thời điểm, đối mặt Tôn Cực, cho dù chênh lệch lớn hơn nữa, Diệp Thần vậy tuyệt sẽ không mặc cho hắn dễ dàng như vậy rời đi cấm hồn cảnh. Cho dù là chết, hắn cũng phải đem hết toàn lực, đem Tôn Cực lưu lại. Nhưng đột nhiên gian, Tôn Cực thân hình nhưng là dừng lại. Tiếp theo, một màn quỷ dị, xuất hiện. Tôn Cực đầu lâu, lại là lấy tốc độ cực nhanh, 180 độ xoay tròn, thân thể không nhúc nhích, có thể nguyên cái đầu lô, nhưng là chuyển hướng sau lưng, nếu như võ giả tầm thường mà nói, đã sớm vặn gãy cổ chết chứ. Có thể Tôn Cực, nhưng là ảnh hưởng chút nào không có dáng vẻ, liền khóe miệng vậy nụ cười ấm áp, cũng không có bất kỳ biến hóa, hắn nhìn Diệp Thần, lại là lấy một loại sợ hãi, quỷ dị tư thái, hướng về phía Diệp Thần cười nhạt nói, Diệp công tử, ta cầm ngươi làm là bạn, có thể ngươi, lại đột nhiên đánh lén ta, thật đúng là để cho Tôn mỗ lòng nguội lạnh à. Diệp Thần mặt đầy uy nghiêm nói, lòng nguội lạnh, đem máu đạo tu luyện tới máu thân pháp thể cảnh giới, nói ít cũng phải tàn sát mấy chục tỷ sinh linh, đoạt hắn máu tươi, mới có thể tu luyện mà thành chứ. Xem ngươi loại người này, vậy hiểu ý hàn sao? Tôn Cực cười ha ha một tiếng, hắn khuôn mặt, dần dần nhăn nhó, một khắc sau, một đạo huyết quang, bỗng nhiên từ Tôn Cực trong cơ thể, bộc phát ra, đi đôi với máu này quang, một loại hoang cổ, tôn vinh, phảng phất vậy nguyên thủy mà cường đại thần minh giống vậy hơi thở, tràn ngập toàn bộ cấm hồn cảnh. Cho dù lấy Diệp Thần võ đạo chi tâm, cũng không khỏi được sắc mặt tái nhợt. Chí ít thiên thần cảnh hậu kỳ. Vậy, là thiên thần cảnh hậu kỳ hơi thở. Tôn Cực, lại thật sự là một người thiên thần cảnh hậu kỳ chí cường giả. Vậy một đạo phảng phất có thể đem toàn bộ cấm hồn cảnh chém bể kiếm quang, nhưng ở nháy mắt tức thì, bị Tôn Cực phát ra huyết quang, hoàn toàn trấn áp, hóa là vô hình. Tôn Cực mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ, đánh giá, có chút bất mãn oán hận nói, Diệp công tử, người quá làm cho ta thất vọng, người bình thường cũng không là hẳn bởi vì sợ hãi ta, mà lựa chọn cúi đầu, thỏa hiệp sao. Hắn thần sắc trên mặt, đột nhiên đổi được vô cùng vặn vẹo, cười như điên nói, vốn là, ta còn muốn để cho ngươi nhìn tận mắt ta đem ngươi nơi có người thân, bạn tốt trong cơ thể máu tươi, toàn bộ hút khô sau này, tái hảo hảo thưởng thức ngươi một chút biểu tình à. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy, liền vạch trần ta ư. Như vậy, ta há chẳng phải là hiện tại liền muốn giết ngươi sao? Diệp công tử, ngươi thật đúng là để cho Tôn mỗ mất hứng à. Diệp Thần nhìn Tôn Cực, chính là rung động. Không phải rung động tại Tôn Cực tánh tình, có bao nhiêu vặn vẹo, tàn nhẫn, mà là rung động tại, hắn không phí nhiều sức, liền hóa giải mình chí cường nhất kích hà. Một kiếm kia, đã là Diệp Thần hôm nay có thể đạt tới cực hạn. Có thể, ở Tôn Cực trước mặt, Diệp Thần nhưng liền vạt áo đều không cách nào đụng tới. Cái này, chính là trời thần cảnh hậu kỳ thực lực sao? Quá khủng bố! Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết vẻ, mở miệng nói, Huyền Tiên Tử, đem lực lượng, cho mượn ta. Luân hồi mộ địa hai vị đại năng trước đây không lâu mới vận dụng lực lượng, nếu như cử động nữa dùng liền có thể tiêu tán. Hiện tại hắn duy nhất có thể mượn chính là kiếm hồn.
kiếm hồn huyền hàn ngọc lực lượng, là Diệp Thần sau cùng lá bài tẩy. Huyền hàn ngọc, mặc dù mở ra đạo thứ hai phong ấn, nhưng, nếu như sử dụng lực lượng quá độ, vẫn sẽ rơi vào ngủ say, cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, Diệp Thần tận lực không muốn động dùng huyền hàn ngọc lực lượng. Có thể, đối mặt Tôn Cực đã không quản được nhiều như vậy. Huyền hàn ngọc than thở một tiếng, nàng biết, cho dù sử dụng mình lực lượng, hôm nay Diệp Thần, vẫn là không cách nào chiến thắng Tôn Cực, hỗn độn cảnh sơ kỳ cùng thiên thần cảnh hậu kỳ chênh lệch, khó có thể tưởng tượng. Nhưng, nàng nhưng không có ngăn cản, nàng đã nhận Diệp Thần làm chủ, Diệp Thần nếu muốn đánh, như vậy huyền hàn ngọc liền tuyệt sẽ không hà tiện mình bất kỳ một phần lực lượng. Bỗng nhiên tới giữa, sát kiếm bên trong, khó hiểu hơi thở dạo dực, hơi thở này, mơ hồ tới giữa, lại là cho người một loại so với thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả hơi thở, càng sợ hãi cảm giác, chỉ là quá đạm bạc một ít. Liền liền Tôn Cực, nhìn về phía Diệp Thần trong tay chuôi này đen nhánh trường kiếm, biến thành màu máu trong mắt bên trong, cũng là nổi lên một vẻ kinh dị. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá trời, cho ta chém. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, bất luận là sắc bén, tốc độ, võ đạo ý vận cũng toàn phương vị tăng lên. Thậm chí là hủy diệt mộ đạo hơi thở, cũng đậm đà mấy phần, ở kiếm hồn ra chỉ dưới, một kiếm này uy lực, ước chừng so Diệp Thần trước chém ra vậy cực kỳ một kiếm, tăng lên 90%. Vậy, nhưng mà sấp xỉ gấp đôi à? Cái này, còn chỉ là mở ra đạo thứ hai phong ấn, chỉ có thể phát huy ra huyền hàn ngọc từng tia lực lượng dưới tình huống. Kiếm hồn mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Cho dù là Tôn Cực, đối mặt một kiếm này, vậy vặn vẹo nụ cười, cũng theo đó đọng lại. Màu máu trong mắt bên trong, hiện lên bộ dạng sợ hãi vẻ, gào thét nói, làm sao có thể. Người rõ ràng chỉ là một người mới vừa bước vào không lâu hỗn độn cảnh tồn tại, người lực lượng làm sao có thể còn có thể lần nữa tăng lên à. Một khắc sau, Tôn Cực một trường, hướng Diệp Thần kiếm quang đánh ra, một trường này phảng phất có thể đem thương khung chụp thành phấn vụn. Đầy trời trưởng ý, giống như gió lốc vậy gào thét ra, cuồn cuộn huyết sát, hóa thành một đạo màu máu bàn tay lớn, cùng vậy giống như hủy diệt vực sâu giống vậy kiếm mang, ầm ầm đụng nhau. Công kích huy lực còn lại, vét sạch toàn bộ cấm hồn cảnh, hết thảy đều tựa như ở gió bão này bên trong, biến thành phấn vụn. Toàn bộ cấm hồn cảnh, lại là ngay tức thì trở thành vô cùng hoang vu chỗ. Màu máu bàn tay lớn, cùng vậy hủy diệt kiếm mang. Trên không trung rằng co, đột nhiên tới giữa, vậy bàn tay lớn bên trên, lại là hiện ra đạo đạo liệt ngân, ngay sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn, huyết sắc kia trưởng ấn, tuy là cực mạnh, có thể cuối cùng vẫn là ở Diệp Thần kiếm quang dưới, hoàn toàn tiêu tán. Giống như hủy diệt bản thân vậy, cực kỳ sợ hãi kiếm quang, rốt cuộc chém chúng vậy Tôn Cực. Không, Tôn Cực kêu thảm một tiếng, hộ thể huyết quang, điên cuồng bùng nổ. Có thể ở Diệp Thần cái này cực kỳ một kiếm trước mặt, máu này quang, nhưng giống như thủy tinh vậy, thật nhanh bể tan tành đứng lên. Hàn mang chợt tránh, một dấu máu ở Tôn Cực bề mặt hiện lên, hắn thân thể, chậm rãi tách ra, ngã về phía hai bên, nội tạng vẩy rơi xuống mặt đất. Diệp Thần một kiếm này, lại là trực tiếp đem Tôn Cực, chém thành hai đoạn. Cái này một tí, Diệp Thần kinh hãi, liền liền huyền hàn ngọc, cũng có chút không dám tin. Thiên thần này cảnh hậu kỳ cường giả Tôn Cực, lại chết như vậy. Nhưng, bỏ mặc nói thế nào, hắn thắng lợi, không phải sao? Diệp Thần trên mặt, hiện lên một đạo vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng đột nhiên tới giữa, trên đất Tôn Cực vậy một phân thành hai thân thể, nhưng là chợt đứng lên, hướng về phía Diệp Thần, lộ ra một cái khủng bố mà nghiền ngẫm nụ cười nói, Diệp công tử, người mới vừa rồi là không phải lấy là mình thật giết ta à? Hai cái Tôn Cực một bên cười nhạt nói, đáng tiếc à, ta có thể không có dễ dàng như vậy chết, như thế nào, có phải hay không rất thất vọng. Hắn thưởng thức Diệp Thần vậy âm hàn thần sắc, tựa hồ vô cùng là hưởng thụ vậy. Một khắc sau, huyết quang chớp mắt, hai nửa thân thể, lại là lần nữa hợp hai là một, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Trước, Tôn Cực như vậy loại khẩn trương, không địch lại, sợ rằng, đều là chứa, vì... Bất quá là xem Diệp Thần biết hắn không sau khi chết, sẽ có cái gì diễn cảm mà thôi. Đáng chết, Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng, cho dù mượn kiếm hồn lực lượng,
đều không cách nào chân chính làm bị thương Tôn Cực sao? Cái này Tôn Cực, quá mạnh mẽ, quá biến thái. Tôn Cực nhìn Diệp Thần, bóng người, nhưng là chợt âm lạnh xuống nói, Diệp công tử, ta để cho ngươi chém hai kiếm, hiện tại, có phải hay không cần phải giờ đến phiên ta ra tay? Tiếng nói vừa dứt, Tôn Cực bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Một chưởng này, nhìn như cùng trước kia một chưởng kia, không việc gì khác biệt, một đạo màu máu chưởng ấn, vô căn cứ hiện lên, hướng Diệp Thần trấn áp đi, có thể, lúc này Diệp Thần, sắc mặt nhưng là đổi được vô cùng trắng bệch, sợ hãi đứng lên. Một chưởng này, ở Diệp Thần trong mắt lại là tản ra vô tận khí tức tử vong, nói cách khác, cho dù lấy Diệp Thần vậy nghịch thiên cực kỳ sinh mệnh lực, vậy rất có thể bị một chưởng này nhất kích chấn giết. Một chưởng này, so với trước đó một chưởng kia, kinh khủng vô số lần à. Kinh khủng như vậy một chưởng, vẫn là Tôn Cực, vô cùng là tùy ý đánh ra à. Thiên thần cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp tồn tại, kết quả, có cường đại dường nào, thật là không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, cả người linh lực điên cuồng vận chuyển, quanh thân huyết quang hào phóng, bắp thịt cao vút. Một đạo hỏa diễm, ở bề mặt hừng hực cháy, phần huyết quyết, đã vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, thiêu đốt Diệp Thần máu tươi cùng căn nguyên. Sát kiếm kiếm phong bên trên, hủy diệt mộ đạo, thậm chí cũng hơn nữa ngưng luyện một phần. Ở nơi này tuyệt cảnh bên trong, Diệp Thần thực lực, mơ hồ lại có chút đột phá. Có thể, Tôn Cực thấy vậy, trên mặt nhưng chỉ là hiện lên vẻ khinh thường nụ cười. Một kiếm ra. Cái này. Là Diệp Thần đời người, chém ra mạnh nhất một kiếm. Liên liên Huyền Hàn Ngọc, cũng âm thầm thán phục, Diệp Thần tư chất võ đạo, quá ưu tú. Một kiếm này, cực kỳ tươi đẹp. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần kiếm quang, đụng phải huyết sắc kia bàn tay lớn. Cho dù, Diệp Thần một kiếm này, vô cùng tươi đẹp, có thể. Vậy lẫm liệt kiếm quang, nhưng ở trong phút chốc, mất đi. Bị huyết sắc kia trưởng ấn, nghiền nát. Diệp Thần thân thể, ngay tức thì bị huyết sắc kia trưởng ấn cắn nuốt. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hư không bể tan tành, toàn bộ bí cảnh, lại là ở Tôn Cực một trưởng này dưới, hoàn toàn sụp đổ. Cuồng phong thổi loạn, màu máu điện mang xen lẫn, hai đạo thân ảnh, rơi vào cấm hồn cảnh lối vào. Tôn Cực mắt nhìn xuống trên mặt đất, cả người xu hướng tại bể tan tành, hấp hối Diệp Thần, ánh mắt nhỏ tránh, Diệp Thần lại không có chết. Lần này, Tôn Cực nhưng là thật làm động dung. Ở Tôn Cực trong ký ức, còn không có thiên thần cảnh trở xuống tồn tại, có thể chống cự mình nhất kích mà không chết à, Diệp Thần là cái đầu tiên. Tôn Cực liếm môi một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, Diệp công tử, ngươi thân thể, đối với ta nhưng mà tràn đầy lực hấp dẫn à, đáng tiếc, chẳng biết tại sao, ta tựa hồ không cách nào đối với ngươi tiến hành đoạt xác. Hắn trong mắt, bỗng nhiên thoáng qua một đạo vẻ tham lam nói, đã như vậy, ta chỉ có thể đem máu ngươi dịch, toàn bộ cắn nuốt, Diệp công tử, người biết ngươi có ngon giường nào sao? Cho dù ta đã từng chiếm đoạt qua thiên thần cảnh đỉnh cấp thần đế cường giả, đều không đạt tới ngươi một phần vạn à. Dứt lời, Tôn Cực có chút không thể chờ đợi. Diệp Thần máu, ở hắn trong mắt, giống như là chư thiên vạn giới bên trong nhất là sang trọng tiệc rượu vậy. Diệp Thần khóe miệng vuốt vẻ cô đơn nụ cười, thực lực sai biệt quá lớn. Cho dù là muốn ở Tôn Cực trước mặt tự bảo, cũng không có cơ hội chứ. Hắn lại phải chết sao? Mình cùng nhau đi tới, rốt cuộc, phải ở chỗ này kết thúc sao? Diệp Thần nhắm hai mắt lại, cả đời này trải qua, ở hắn đầu óc bên trong, không ngừng thoáng qua, thời gian, phảng phất chậm lại. Xin lỗi, Lan Tâm, không có thể tuân thủ ta ngươi ước định, cứu thần quốc cùng linh võ. Xin lỗi, Tư Thanh, Nhược Tuyết. Tôn Di, không cách nào và các ngươi bắt tay. Xin lỗi, Vĩnh Lão, Nhâm Tiền Bối, để cho các ngươi thất vọng. Xin lỗi, Phục Ma Điện các chiến sĩ, ta, không cách nào cùng các ngươi chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Cùng lúc đó, luân hồi mộ địa. Bầu không khí ngưng trọng. Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy hai tròng mắt đối mặt. Hồi lâu, Cổ Hàn Lâm mới vừa muốn nói cái gì? Tô Nhược Hy liền ngắt lời nói, không cho phép đi. Chúng ta bản thể bị kẹt, thần niệm thật vất vả gặp nhau. Ngươi hiện tại rất yếu ớt, tuyệt đối không được. Ngươi nếu dám đi, ta từ đây không nhận ngươi người đàn ông này.
Cổ Hàn Lâm lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, phu nhân, người không phải coi trọng thằng nhóc kia sao? Tô Nhược Hy lần nữa lớn tiếng nói, coi trọng thuộc về coi trọng, ta chẳng muốn hiện tại mất đi ngươi. Cổ Hàn Lâm đưa tay ra, vuốt ve Tô Nhược Hy mặt, đây là đại kiếp, không có lựa chọn. Thằng nhóc này định trước không thể chết được, hắn còn sống, người ta bản thể mới có được cứu có thể. Những ngày qua xem xét, ngươi cũng nhìn thấy, hắn quá trọng yếu. Mặc dù ta không có thu thằng nhóc này làm đồ đệ, nhưng thằng nhóc này thật ra thì cũng đúng ta nóng nảy. Dĩ nhiên mấu chốt nhất là, phu nhân chưa bao giờ nhìn lầm người đây. Ta Cổ Hàn Lâm cả đời bị người nói sợ phu nhân, thế nhưng chút tục tằng hạng người vĩnh viễn không biết, ta Cổ Hàn Lâm mới có thể có như thành tựu này, phu nhân công không thể không. Ở ta thời điểm chán nản, là phu nhân tin chắc ta giá trị. Ở ta bị thiên ma bao vây tiễu trừ thời điểm, là phu nhân dùng thân thể không để ý hết thảy ngăn ở ta trước người. Ở ta bị mọi người chào thời điểm cười, là phu nhân cho ta một cái ấm áp ôm trong ngực. Phu nhân, tình yêu thật rất tốt đẹp. Tiếp theo đường, ta có thể phải trước thời hạn một bước. Nói tới chỗ này, Cổ Hàn Lâm đem sau lưng Cổ Dương cầm xuống. Phu nhân, nơi này phong ấn vậy tôn đại ma lực lượng, người hẳn có thể một mình mở ra. Tô Nhược Hy trong mắt ửng đỏ, nhìn như ưu việt bề ngoài, thật ra thì bên trong cất giấu một viên thiếu nữ tim. Nàng lệ thuộc vào Cổ Hàn Lâm. Nàng thói quen Cổ Hàn Lâm. Nàng cũng biết, Cổ Hàn Lâm lựa chọn, không cách nào thay đổi. Một khắc sau, nàng xông tới, ôm chầm lấy Cổ Hàn Lâm. Như mấy chục ngàn năm trước, hai người bị vạn ma vây khốn lúc cái đó ấm áp ôm chầm. Phu nhân, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Tin tưởng ta, vậy tin tưởng thằng nhóc kia. Hình ảnh quay về. Diệp Thần trong lòng. Có quá nhiều áy náy, trên người hắn trách nhiệm, quá nặng nề. Đột nhiên, Diệp Thần mở ra phủ đầy tia máu cặp mắt, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Tôn Cực, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa. Không cam lòng ngọn lửa. Ta Diệp Thần, làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta cam kết, còn không có thực hiện, ta chiến hữu, còn đang chiến đấu. Ta, không thể chết được, tuyệt không thể chết được. Tôn Cực trên gương mặt nụ cười, bộc phát dữ tợn, huyết khí cuồn cuộn, hướng Diệp Thần cuồn cuộn tới. Vào thời khắc này, một giọng nói, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên. Thanh âm kia, hắn rất quen thuộc, thanh âm kia, không phải là mới vừa là tự mình ra tay Cổ Hàn Lâm sao? Buồn cười tiếng bên trong, luôn là mang chút bất cần đời mùi vị. Vậy, là Cổ Hàn Lâm thanh âm. Cổ Hàn Lâm mỉm cười nói, thằng nhóc. Có ta phong ma tôn giả ở đây, chính là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại, làm sao có thể giết được ngươi? Ngươi sẽ không chết, bởi vì vợ ta đã từng nói. Ngươi định trước sẽ trở thành làm cho này chư thiên nắm giữ, phu nhân ánh mắt, gần đây rất chính xác, chưa làm gì sai. Một tia sáng trắng, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể, bộc phát ra, vậy chào hướng Diệp Thần cuồn cuộn huyết sát, ở nơi này ánh sáng trắng bên trong. Giống như dương xuân dung tuyết vậy, thật nhanh tiêu tán trước. Tôn Cực sững sốt một chút, ngay sau đó, phảng phất gặp khắc tinh vậy, quanh thân khói xanh lượn lờ, hắn thân thể, lại là ở ánh sáng trắng bên trong, thật nhanh hòa tan đứng lên. Tôn Cực kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau trước, mặt đầy sợ hãi ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Chỉ gặp, một đạo nam tử hư ảnh, hiện lên Diệp Thần trước người. Đúng cái thiên địa. Ở hư ảnh này xuất hiện ngay tức thì, tựa hồ đều yên tĩnh lại, tựa như, liền thiên địa này, cũng làm thần phục vậy. Vậy, là Cổ Hàn Lâm bóng người. Không giống với mới vừa mới hiện thân. Thời khắc này Cổ Hàn Lâm lại thiêu đốt hết thảy, hơi thở vô cùng cường thế. Giống như đã từng là đỉnh cấp. Thậm chí tựa như dần dần thật thể. Đây là hắn chưa từng đã gặp luân hồi mộ địa đại năng hình tượng à. Hơn nữa lúc này hiện ra. Mặt mũi, nhưng lộ vẻ được vô cùng là trẻ tuổi, hơn nữa anh Tuấn cực kỳ. Lúc này, Cổ Hàn Lâm quay đầu lại nhìn Diệp Thần một mắt, trong mắt, tràn đầy từ ái, tựa như phụ mẫu nhìn mình đứa nhỏ vậy. Trên khuôn mặt anh Tuấn, hiện lên lau một cái vui mừng nụ cười. Hắn đột nhiên, đưa mắt nhìn sang rơi vào Diệp Thần bên cạnh sát kiếm, vô cùng chân thành mở miệng nói, huyền đạo hữu, trong tương lai, thằng nhóc này liền nhờ ngươi. Vợ ta còn ở bên trong,
người cũng phải cùng nhau bảo vệ. Sát kiếm bên trong, vang lên một đạo hơi có vẻ lãnh ý thanh âm cô gái nói, yên tâm, ta sẽ. Diệp Thần ngây ngốc nhìn một màn này, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, Cổ Hàn Lâm lại có thể ở lần nữa hiển hóa. Hơn nữa phảng phất là một cái thật thể. Cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi à. Hơn nữa, mới vừa rồi Cổ Hàn Lâm đối với kiếm hồn nói là ý gì? Trong phảng phất, Diệp Thần trong lòng, dâng lên một cổ vô cùng là dự cảm bất tường. Hắn không khỏi có chút không hiểu mở miệng nói, Cổ tiền bối, Hàn Trường Sinh đánh một trận, người lực lượng không phải còn dư lại không có mấy sao. Tại sao? Cổ Hàn Lâm cười nhạt một cái nói, thằng nhóc, ta nhưng mà phong ma tôn giả, thế gian nào có như thế nhiều tại sao? Ngươi nếu như trong lòng áy náy, liền mau sớm đem hai vợ chồng ta bản thể cứu ra. Vợ ta sợ là chịu khổ. Dứt lời, Cổ Hàn Lâm không có lại cho Diệp Thần mở miệng cơ hội, mà là chuyển hướng lúc này, đã là mặt đầy vẻ sợ hãi Tôn Cực, hắn cặp mắt híp lại, lạnh giọng nói, nghiệt chướng, ngươi lấy là luyện liền máu thân pháp thể, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, bổn tôn thì phải kêu ngươi hồn phi phách tán, từ đây ở nơi này thế gian. Hoàn toàn tiêu diệt. Một cổ ngút trời uy thế, bỗng nhiên từ Cổ Hàn Lâm trong cơ thể, bộc phát ra, bầu trời bên trong, lôi quang bạo tránh, tựa như ở đáp lại Cổ Hàn Lâm lửa giận. Ngươi là người nào? Nho nhỏ này thần quốc, tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Tôn Cực, là thật sợ hãi à? Cổ Hàn Lâm trong cơ thể, bộc phát ra uy thế, cho dù là hắn như vậy thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại, đều phải làm run rẩy à? Đừng nói là thần quốc, cho dù, ở vực ngoại, hắn đều không từng lãnh hội qua này cùng uy áp chứ. Cổ Hàn Lâm sắc mặt nhàn nhạt, ngưng mắt nhìn Tôn Cực, mở miệng nói, bổn tôn, chính là phong ma tôn giả. Hàng tỷ tà ma đều phải thần phục. Phong ma tôn giả bốn chữ, giống như cao nhất pháp chỉ. Cái này bốn chữ vừa ra, thế giới, đều tựa như làm hiệu lệnh. Vậy đầy trời sấm sét, hóa thành đạo đạo xiềng xích, khóa hướng Tôn Cực. Dù sao cũng bên trong sơn hà lực, nghe theo điều khiển, hướng Tôn Cực trấn áp xuống. Toàn bộ thần quốc võ đạo quy luật, lại Cổ Hàn Lâm danh hiệu dưới, làm thay đổi. Cổ Hàn Lâm bỗng nhiên phất tay áo, kiếm chỉ hướng Tôn Cực một chút, khẽ quát một tiếng nói, phong ma, câu linh. Trong nháy mắt, nguyên bản còn kiêu căng động trời Tôn Cực, lại là mặt mũi cứng đờ, cả người máu, cũng động lại vậy, ngay cả tay chỉ đều không cách nào động một tí. Một đạo màu trắng bạc xiềng xích, quấn quanh ở Tôn Cực quanh thân, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể lần nữa thật nhanh tan rã đứng lên. Tôn Cực đôi mắt ứ máu, cả người biến thành cuồn cuộn máu loáng, hắn vô cùng là oán độc nhìn chằm chằm Cổ Hàn Lâm, gầm hét lên, đáng chết lão già kia, người bất quá là một đạo thần niệm thôi, coi như đã từng mạnh hơn nữa, há có thể làm gì được ta. Phá cho ta. Chói mắt cực kỳ huyết quang. Từ Tôn Cực trong cơ thể bộc phát ra, điên cuồng đánh thẳng vào trên người màu trắng bạc xiềng xích. Nhưng, vô dụng. Ở đó vô cùng là không cam lòng, tiếng kêu thảm thiết thống khổ bên trong, Tôn Cực cái này cắn nuốt hàng tỷ sinh linh, thành tựu cao nhất máu đạo thiên thần cảnh cường giả, cứ như vậy, biến thành tia luồng khói xanh, hoàn toàn từ thế gian biến mất. Cổ Hàn Lâm cười lạnh một tiếng nói, tàn hồn, giết ngươi, tàn hồn liền đủ rồi. Cái này anh tuấn nam tử hư ảnh, chắp tay đứng ngạo nghễ, trong phảng phất, tựa hồ tái hiện liền năm đó ngang dọc trên 9 tầng trời vô tận phong tư. Phu quân. Nhưng vào lúc này, một tiếng hơi thanh âm nghẹn ngào, nhưng ở hắn sau lưng vang lên. Nước mắt, ngay tức thì xông ra hốc mắt, Tô Nhược Hy đi ra luân hồi mộ địa, trong mắt, là vô tận bi thương. Nàng muốn đi ôm chầm Cổ Hàn Lâm. Nhưng là vồ hụt. Nàng biết. Cái kết quả này là tất nhiên. Nhưng là nàng không cách nào tiếp nhận à. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền cái gì. Cổ Hàn Lâm thân hình, ở Diệp Thần trong mắt lại là thật nhanh loãng mỏng hơn. Thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại, há là tốt như vậy giết. Cho dù là Cổ Hàn Lâm, vì hoàn toàn chu diệt Tôn Cực, vậy đã dùng hết lực lượng. Dùng hết lực lượng, đối với thần niệm mà nói, ý tứ là trước tiêu tán, hoàn toàn tiêu tán. Từ bước vào võ đạo tới nay, Diệp Thần một viên đạo tâm, chính là đã qua muôn ngàn thử thách, vô luận gặp phải như thế nào thống khổ, hắn chưa bao giờ làm rơi lệ, nhưng hôm nay,
nhìn trước mắt vậy càng ngày càng nhạt mỏng bóng người, cùng với Tô Nhược Hy vồ hụt hình ảnh. Diệp Thần nhưng là không nhịn được hốc mắt ửng đỏ. Hắn, thật hận mình không có sức. Nếu không phải bởi vì mình nhỏ yếu, đối mặt Tôn Cực, làm sao cần phải Cổ Hàn Lâm hao hết lực lượng ra tay. Nếu không phải bởi vì mình nhỏ yếu, Cổ Hàn Lâm liền sẽ không tiêu tán. Cổ Hàn Lâm và mình bất quá chỉ gặp qua một lần. Liền nguyện ý là hắn giá cao như vậy. Hắn Diệp Thần có tài đức gì à? Lúc này, Cổ Hàn Lâm nhưng là mặt đầy rửng rưng vẻ, hắn đưa tay ra sờ một cái Tô Nhược Hy mặt, nhưng là sát vai mà qua. Phu nhân, khóc lên thật là xấu xí. Ngươi nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh nghịch ma phượng tôn, làm sao có thể ở thằng nhóc này trước mặt như vậy chứ? Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Diệp Thần, lần nữa hiện lên vậy bất cần đời nụ cười nói, thằng nhóc, ta mặc dù không thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi cũng coi là đồ đệ duy nhất của ta, có thể dù sao cũng đừng để cho ta và ngươi sư nương thất vọng à, tương lai đường, phải dựa vào chính ngươi, đi xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một chút, hai tròng mắt bên trong, thoáng qua nhớ lại vẻ, nhàn nhạt nói, thần niệm tồn tại cảm giác, mặc dù không lâu, nhưng vậy quá lâu, là thời điểm đi và những cái kia bạn cũ gặp mặt. Diệp Thần cúi đầu, sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên thân hình một thấp, quỳ xuống ở Cổ Hàn Lâm trước người. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng nóng rực ngưng mắt nhìn Cổ Hàn Lâm, trầm giọng nói, sư tôn ở trên cao. Đệ tử Diệp Thần, lấy tánh mạng dạy thề, ắt sẽ đạp bể thiên đạo cung, tại chín cuối chân trời, đem ngươi và sư nương cứu ra. Cổ Hàn Lâm nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó phát ra một hồi cười to nói, giỏi một cái đạp bể thiên đạo cung, tại chín cuối chân trời, thằng nhóc, có ngươi những lời này, bổn tôn chết cũng không tiếc. Có thể, vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Nguyên bản, rơi vào Diệp Thần bên cạnh sát kiếm, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi huyết quang, hướng Cổ Hàn Lâm, cuộn sạch đi. Cổ Hàn Lâm gặp huyết quang kia xoắn tới, con người hơi co lại, đó là sát kiếm phệ hồn lực. Có thể tùy ý như vậy điều khiển sát kiếm, trừ Diệp Thần, cũng chỉ có ký túc tại sát kiếm bên trong kiếm hồn liền chứ. Bất quá, hắn lại không có chống cự, ngược lại mặt đầy thản nhiên vẻ, thà lúc này tiêu tán ở giữa trời đất, ngược lại không như bị sát kiếm luyện hóa. Như vậy, cũng coi là Diệp Thần dâng lên lực lượng cuối cùng, không phải sao. Kiếm hồn phán đoán, cũng không sai, thậm chí hoàn toàn phù hợp Cổ Hàn Lâm tâm ý. Bất quá, rất nhanh hắn khóe miệng, liền mang theo vẻ cười khổ, khẽ lắc đầu một cái. Chỉ hy vọng, Diệp Thần cái đứa nhỏ này, không muốn vì vậy làm chuyện ngu xuẩn gì mới được. Thoáng qua tới giữa, Cổ Hàn Lâm bóng người, liền ở huyết quang kia bên trong, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần ngơ ngác nhìn một màn này. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Cổ Hàn Lâm, sư tôn của hắn, lại là bị sát kiếm cắn nuốt. Một khắc sau, Diệp Thần trong mắt, bỗng nhiên bạo phát ra cực hãn sát ý, quát lên, Huyền Hàn Ngọc, người đối với sư tôn làm cái gì? Lúc này, sát kiếm bên trong, Huyền Hàn Ngọc bị Diệp Thần quát chói tai, chấn động được sững sốt một chút, tên này lai lịch cô gái thần bí, mặt đẹp bên trên, lại là hiện lên lau một cái ủy khuất thần sắc. Bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục một như thường lệ trong trẻo lạnh lùng, có chút suy yếu hừ lạnh nói, hừ, làm gì? Bổn cung mất lớn như vậy khí lực, cứu sư phụ ngươi một mạng, ngươi liền loại thái độ này. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cả kinh, lúc này cầm sát kiếm, đôi mắt nhắm một cái, như biển vậy thần niệm, tràn vào trong đó. Một khắc sau, Diệp Thần gương mặt bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra một trận vẻ mừng rỡ như điên. Cổ Hàn Lâm vậy sắp tiêu tán thần hồn, lại là thật xuất hiện ở sát kiếm bên trong, hơn nữa, giữ ở một loại sắp tiêu tán, nhưng lại còn không có chân chính tiêu tán trạng thái bên trong. Điều này hiển nhiên là Huyền Hàn Ngọc xuất thủ kết quả. Hắn có chút lúng túng cười một tiếng, áy náy đối với kiếm hồn nói, xin lỗi, Huyền Thiên Tử, mới vừa rồi là ta vô lễ. Huyền Hàn Ngọc vểnh quyết miệng, nhàn nhạt nói, chuôi này cơ hồ vượt qua thượng cổ đạo khí. Có phệ hồn chi đạo lực lượng, phệ hồn chi đạo, há lại là ước chừng chiếm đoạt hồn phách đơn giản như vậy. Phệ hồn chi đạo, giống vậy có thể đem hồn phách giữ ở trạng thái nào đó, chỉ là lấy ngươi ở hồn trên đường tu vi, còn chưa đủ để thi triển thôi, bất quá. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng căng thẳng,
vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Huyền Hàn Ngọc trầm giọng nói, bất quá, đạo khí này lực lượng, dẫu sao phần lớn bị phong ấn, cổ Hàn Lâm hồn phách, vẫn là sẽ chậm chạp tiêu tán, Diệp Thần, ngươi nếu là muốn thật cứu hắn, vẫn còn đi Thiên Đạo Cung. Diệp Thần trong mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt thần quang nói, Thiên Đạo Cung. Ta cảm giác muốn không được bao lâu ta liền sẽ bước lên. Huyền Hàn Ngọc nói, không sai, thật ra thì, lấy ngươi bây giờ trưởng thành, không ra mấy tháng có lẽ thì có tư cách. Diệp Thần ngắm nhìn thương khung, tựa như tầm mắt, đã xuyên thủng huyết thảy, bắn thẳng đến Thiên Đạo Cung, hai quả đấm bỗng nhiên nắm chặt, nói nhỏ, Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mạc Tà ngươi chờ. Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, tốt lắm tiểu tử, có thể đi ra ngoài, giải quyết ngươi còn dư lại sự việc, đúng rồi đáy biển cự kiếm kia bổ sung thêm luân hồi lực, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt, đừng quên. Diệp Thần gật đầu một cái, trực tiếp rời đi bí cảnh. U Minh vùng biển, cấm hồn đảo. Đại chiến hạ màn, hơn nửa hòn đảo, cũng bị phá hủy thành phế tích, chỉ có bên bờ vùng, miễn cưỡng duy trì nguyên vẹn. Diệp Thần từ cổ Hàn Lâm tiêu tán bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn phải trở nên mạnh mẽ. Kiếm tới. Diệp Thần thong thả, một tiếng hò hét, bàn tay một chiêu. Ung ung. Biển sâu chi địa, truyền ra chấn động tiếng. Liền gặp một cái vô cùng to lớn thạch kiếm, từ đáy biển bên trong bay lên. Chính là hắn kiếp trước đã dùng qua tinh vẫn cự kiếm. Cái này tinh vẫn cự kiếm, chất liệu bình thường không có gì lạ. Chính là phổ thông tinh thần vẫn thạch đúc thành, nhưng phía trên ẩn chứa luân hồi hơi thở, nhưng vô cùng trọng yếu. Diệp Thần tâm niệm vừa động, cự kiếm lên luân hồi hơi thở, xa xa và hắn hô ứng, đúng thanh kiếm bay tới. Hút! Diệp Thần hít sâu một hơi, trực tiếp hấp thu trên thân kiếm luân hồi hơi thở. Từng tia mãi mãi khí mang, trốn vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, hắn luân hồi huyết mạch, ngay tức thì xảy ra đồng tình. Năng lượng lại hồi phục một chút. Hắn trong đan điền linh lực cũng ở đây lớn mạnh, các loại hỗn độn khí tức không ngừng cổn đáng, ngay tức thì liền đạt tới hỗn độn cảnh tầng 2 ngày. Lại có thể chỉ như vậy đột phá. Không quá ta tu vi ở nhất tầng thiên dừng lại quá lâu. Luân hồi huyết mạch không biết là thật là xấu xa, muốn đột phá, đối với tự thân yêu cầu quá lớn. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, cái này một chút luân hồi hơi thở thật to bồi bổ hắn gân cốt mạch máu, đối với tu luyện rất có ích lợi. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc, thanh kia tinh vẫn cự kiếm, mất đi luân hồi hơi thở chống đỡ, nhất thời văng tung tóe nghiền, hóa thành vô số vẫn thạch khối vụn, đánh mất tại trong biển, kích thích một phiến phiến đợt sóng. Mà đây vô số vẫn thạch khối vụn, lại có thể lại chất thành một cái đảo nhỏ. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở tinh vẫn trên đảo nhỏ. Yên lặng điều dưỡng khí cơ, ổn định cảnh giới. Tiểu Hoàng hơi thở, đang ở phụ cận. Hắn so với ai khác đều phải cuống cuồng, rất muốn xông qua nhận nhau. Tiểu Hoàng, chờ ta. Diệp Thần cắn răng, chấn định tâm thần, không ngừng ân cần săn sóc trước khí cơ. Mới vừa hấp thu một chút luân hồi hơi thở, vừa vặn bồi bổ kinh mạch, phỏng đoán đến tối, hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Mà Hàn Trường Sinh và Tôn Cực đã hoàn toàn chết đi và tiêu tán, chung quanh tạm thời không gặp nguy hiểm, ngược lại không cần lo lắng bất ngờ. Chủ nhân đi nơi nào? Hòn đảo bên kia, bên trong sơn động, Tiểu Hoàng lại đột nhiên mở to hai mắt, sợ hãi nhìn bốn phía. Hắn phát hiện, Diệp Thần hơi thở lại có thể đột nhiên biến mất. Diệp Thần hơi thở lại không, chẳng lẽ hắn chết? Tiểu Hoàng sợ hãi vô cùng, chỉ lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần điều tức giây phút, khí cơ nội liếm, không có thả ra hơi thở, cho nên hắn không có cách nào cảm ứng được. Yên tâm, hắn không chết được. Bên ngoài sơn động, Ngụy Dĩnh chậm rãi đứng lên, ngắm nhìn phương xa. Mặc dù cái này hòn đảo rất lớn, núi biển cách trở, nàng cái gì vậy không thấy được. Nhưng là, đại chiến hạ màn, chung quanh gió êm sóng lặng, nàng cũng không nhìn thấy một chút tai họa khí tượng. Hiển nhiên Diệp Thần cũng không có xảy ra chuyện. Sau cùng người chiến thắng, tuyệt đối là Diệp Thần. Mới rồi có loại cường thế hơn chập chờn, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi Diệp Thần bên kia lại bộc phát một tràng cực kỳ kinh khủng chiến đấu? Ngụy Dĩnh trong lòng kinh nghi bất định, đoán không được Diệp Thần lai lịch.
coi như là nàng, đụng phải Hàn Trường Sinh và Tôn Cực này nhóm cao thủ, đều phải vô cùng kiêng kỵ. Còn có vậy U Tà Lục Hồn Phiên, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lại là ai, kêu gọi đi cái này kiện Hồng Mông Chí Bảo? Ngụy Dĩnh đôi mi thanh tú khóa chặt, cảm thấy sự việc càng ngày càng không đơn giản. Thôi, hoặc là thượng giới nữ hoàng, hoặc là đế uyên điện, sau lưng nhân quả, cuối cùng và bọn họ trốn không thoát được quan hệ. Nếu biết sau cùng kẻ địch, Ngụy Dĩnh tâm thần chấn định lại, thanh tiếng nói. Ô Mang, người chăm sóc kỹ tiểu hoàng, ta đi ra ngoài một chút. Ô Mang cung kính đáp, ưng, cung chủ. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi rời đi. Diệp Thần và Hàn Trường Sinh đánh một trận, long trời lở đất, hòn đảo mặt đất đều bị lật, đáy biển chấn động. Ngụy Dĩnh nhưng là phát hiện, ở hang núi vùng lân cận cách đó không xa, có một nơi linh hồ, bị đáy biển núi lửa kích thích, biến thành suối nước nóng. Đậm đà quý thủy tinh khí, và nóng rực ly hỏa tinh khí, lẫn nhau hòa vào nhau, hình thành từng luồng đặc biệt linh khí. Cái này phiến linh hồ suối nước nóng, chính thích hợp nàng chữa thương. Rất nhanh, Ngụy Dĩnh đi tới linh hồ suối nước nóng cạnh, tí ti lũ lũ ấm áp hơi nước, không ngừng tràn ngập ra. Nàng cả người, bao phủ ở khói hơi nước khí bên trong, mờ ảo dịu dàng, như mây gian tiên tử. Cái này cấm hồn đảo, không có chút nào có cây sinh linh, nhưng theo kịch chiến hạ màn, biển bên trong rất nhiều rong rêu, rất nhiều san hô, rất nhiều đá ngầm, rất nhiều con cá, đều bị nổ đi lên, rơi vào linh hồ bốn phía, đổ biến thành một bức khá là đặc biệt hình ảnh. Ngụy Dĩnh rút đi áo quần, cả người trắng như tuyết không rảnh thân thể, ở khói nước trong sương mù như ẩn như hiện. Chân ngọc nhẹ một chút, linh hồ tràn ra từng vòng rung động, chung quanh yên lặng tới cực điểm. Rào. Ngụy Dĩnh nhẹ nhàng đi vào linh trong hồ mặt, nước hồ che lại thân thể của nàng, ước chừng lộ ra một nửa trắng như tuyết, 3000 tóc xanh như suối, dính liền hơi nước, ướt nhẹp, lộ vẻ được như mộng như ảo. Nàng cả người ngâm ngâm dưới nước, như tuyệt đẹp thiên tiên, đáng tiếc chung quanh không có một bóng người, cái này di thế độc lập tuyệt lệ hình ảnh, nhưng không có người có thể thưởng thức. U Minh vùng biển, một tòa hoang vu trên đảo nhỏ. Mới vừa rồi cấm hồn đảo làm sao bộc phát hai đạo kinh khủng chiến đấu chập chờn. Đạo thứ hai ta không phát hiện được, nhưng là đạo thứ nhất. Hàn sư huynh, chết. Hàn sư huynh, là ai giết ngươi? Một cái ông già khàn cả giọng, ngửa mặt lên trời gầm thét, tâm trạng vô cùng kích động, cơ hồ muốn hộc máu. Đại tế ti đại nhân, chú ý thân thể à. Một cái thiên ma đệ tử, lật đật khuyên. Cái này ông già, chính là thiên ma tộc đại tế ti, kỵ đô ma quân. Hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng trong sâu thẳm, hắn cảm thấy có hai đạo tai nạn đáng sợ hơi thở. Hắn chọn đời địch, sư huynh của hắn ca ca ruột thịt, lại có thể bỏ mình. Mặc dù, hắn nằm mộng cũng nhớ giết Hàn Trường Sinh. Nhưng hiện tại, Hàn Trường Sinh chết, hắn nhưng không có chút nào cao hứng, ngược lại kinh hồn muốn chết. Bởi vì, Hàn Trường Sinh không phải hắn giết. Hàn Trường Sinh chết ở trên tay người khác. Hắn và Hàn Trường Sinh, có lớn vô cùng nhân quả dây dưa. Muốn giải quyết nhân quả, phải hắn tự mình động thủ chém chết. Nếu như Hàn Trường Sinh chết ở trong tay người khác, hắn đời này, cũng không thể chặt đứt nhân quả, trong lòng ma chướng, cũng không khả năng tiêu trừ. Sau này tu luyện, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mà hắn cảnh giới võ đạo, đời này cũng đừng nghĩ đột phá. Rốt cuộc là ai, ai giết ngươi? Kỵ đô ma quân liền liền gầm thét, ánh mắt cơ hồ muốn tích xuất máu. Đại tế ti đại nhân, cần chúng ta phái người đi cấm hồn đảo xem sao. Thiên ma đệ tử run giọng hỏi. Đi, cầm ta nuôi 800 cái thiên ma tử sĩ, toàn bộ phái đi ra ngoài. Có người giết sư huynh ta, dùng thiên ma tan giã đại pháp, cho ta diệt hắn. Kỵ đô ma quân tức giận gào thét, căm hận muốn khùng. Thiên ma tử sĩ, toàn bộ phái đi ra ngoài. Vậy thiên ma đệ tử nhất thời kinh hãi. Kỵ đô ma quân ở đáy biển chỗ sâu, nuôi 800 cái thiên ma tử sĩ, mỗi một cái cũng luyện thành thiên ma tan giã đại pháp, một khi toàn bộ tự bạo, liền thiên thần cảnh đỉnh cấp cũng có thể nổ chết, đặc biệt đáng sợ. Cái này 800 cái thiên ma tử sĩ, là kỵ đô ma quân tuyệt đối lá bài tẩy, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, nhiều ít tài nguyên,
nhiều ít năm tháng, mới miễn cưỡng bồi dưỡng ra, hiện tại lại muốn toàn bộ phái ra đi, có thể gặp hắn có bao nhiêu tức giận. Màn đêm buông xuống, từng tia trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, rơi xuống cấm hồn đảo trên, bốn phía một phiến yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Hô! Diệp Thần mở mắt ra, dài dài thư ra một hơi, chậm rãi từ cấm hồn đảo trên đi xuống. Đi qua nửa ngày điều dưỡng, hắn trạng thái đã khôi phục được đỉnh cấp, cả người tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Tiểu Hoàng, ta tới. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, cảm ứng được Tiểu Hoàng hơi thở, trong lòng một hồi kích động, lúc này cất bước đi. Tí tách, tí tách, tí tách. Chánh hành vào gian, Diệp Thần nghe được tiếng nước chảy. Cất bước trước xem, nhưng gặp phía trước là một phiến linh hồ suối nước nóng, ti ti lũ lũ hơi nước, không ngừng tràn ngập bốc hơi lên, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, lại giống như tiên cảnh. Một đạo trắng như tuyết bóng người thiếu nữ, không mảnh vải che thân, ngâm ở trong hồ. Như thác vải vậy tóc xanh, rủ xuống ở giữa eo, cả người da thịt băng tuyết không rảnh, đường cong linh lung phù đột, ở ánh trăng cùng hơi nước ánh chiếu hạ, trôi giạt xuất trần, phong tư tuyệt đẹp, giống như không ăn nhân gian lửa khói thiên tiên. Cái này, đây là... Diệp Thần trợn to hai mắt, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn, muốn xem chút thiếu nữ dung mạo. Nhưng khói nước lượn lờ gian, thiếu nữ ngũ quan tướng mạo, mơ hồ, căn bản nhìn không rõ lắm. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm thấy mình và thiếu nữ, tựa hồ có thiên ti vạn lũ nhân quả liên lạc. Cô gái này, hắn trước kia có thể là đã gặp, đáng tiếc không thấy rõ tướng mạo, cũng không biết là ai. Ngay tại lúc này, ánh trăng trong sáng, xuyên thấu trùng trùng hơi nước, chiếu vào gương mặt của thiếu nữ trên. Diệp Thần tim nhảy rộn, mắt xem liền phải thấy rõ, nhưng bỗng nhiên, thiếu nữ một tiếng quát mắng. Là ai, nhưng là phát hiện hắn tồn tại. Trong chớp mắt, thiếu nữ ngưng xương mù hóa sợi bông, từng tia khói hơi nước khí, ngưng tụ thành một bộ cái khăn che mặt, nhẹ nhàng bao trùm ở nàng gương mặt tuyệt đẹp trên. Quần áo trắng hiển lộ, bao trùm toàn thân. Suy, hạ một sát, thiếu nữ sử dụng một chuôi băng kiếm, hung hăng hướng Diệp Thần chém đánh tiếp. Cô nương, Diệp Thần kêu một tiếng, nghiêng người tránh thoát, băng kiếm ở trước mặt hắn chém xuống, thiếu chút nữa cầm hắn chém thành hai khúc. Là ngươi, thiếu nữ mắt đẹp đông lại một cái, thấy rõ Diệp Thần hình dáng, một hồi kinh ngạc, lúc này thu hồi băng kiếm. Cô gái này, dĩ nhiên chính là Ngụy Dĩnh. Nàng ở chỗ này chữa thương, cả người quần áo rút đi, không ngờ lại bị Diệp Thần nhìn hết sạch. Mới vừa ngự kiếm giết người, là nàng động tác theo bản năng, ngược lại không phải thật thống hận Diệp Thần. Nghĩ đến mình bị Diệp Thần thấy hết, Ngụy Dĩnh nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, không đất sung thân, thật may mang cái khăn che mặt, Diệp Thần vậy không thấy được nàng hình dáng. Cô nương, vô tình đường đột, thứ lỗi, thứ lỗi. Diệp Thần quay lưng lại, vội vàng xin lỗi. Xem thiếu nữ này ngự kiếm hơi thở, vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên, thiếu nữ chính là Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ. Diệp Thần cũng đã rõ ràng, thiếu nữ và Tiểu Hoàng là chung một chỗ, Tiểu Hoàng có thể thoát khốn, vậy may mà nàng tương trợ. Không có sao. Ngụy Dĩnh cắn chặt hàm răng, sắc mặt vẫn đỏ bừng, nhưng nàng cũng biết, Diệp Thần không phải cố ý xúc phạm nàng, không cần phải quá mức tức giận. Tiểu Hoàng hắn hiện tại như thế nào? Diệp Thần chỉ muốn biết, Tiểu Hoàng trạng huống hôm nay. Hắn ở bên kia hang núi chữa thương, ngươi lại xem đi. Ngụy Dĩnh chỉ hang núi phương hướng, hiện tại Diệp Thần tới, nàng vậy yên tâm rất nhiều. Đa tạ. Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, lật đật rời đi cái này lúng túng địa phương, tầm mắt từ đầu đến cuối rơi vào nơi khác. Nhìn Diệp Thần viễn đi hình bóng, Ngụy Dĩnh khó hiểu có chút mất mát cảm giác, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ có chút trống rỗng. À, ta đây là thế nào? Ngụy Dĩnh một tiếng thở dài, đứng dậy sửa sang lại quần áo, sáng rỡ ánh trăng chiếu ở nàng thanh mị trên gò má, nàng khí chất và ánh trăng như nhau trong trẻo lạnh lùng. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới trong hang núi. Một đầu mãnh thú to lớn, cả người hơi thở yếu ớt, cổ họng thở hổn hển, trong mắt đóng chặt, không có sức nằm trên đất, hiển nhiên bị trọng thương, chính là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Diệp Thần thấy Tiểu Hoàng suy yếu như vậy hình dáng, nhất thời vô cùng đau lòng. Chủ nhân.
Tiểu Hoàng cảm giác được Diệp Thần hơi thở, chợt mở mắt ra, quả nhiên thấy Diệp Thần bóng người đang ở trước mắt, lại kêu một tiếng, chủ nhân. Trong thanh âm tràn đầy kích động mừng rỡ, khó mà tin tưởng ý. Hắn nhưng là không nghĩ tới, Diệp Thần thật đột phá muôn vàn khó khăn, tìm tới nơi này. Tiểu Hoàng, người chịu khổ. Diệp Thần vuốt ve Tiểu Hoàng thân thể, từ ngoài mặt, không thấy được cái gì vết thương, nhưng hắn hơi một cảm ứng, liền cảm thấy Tiểu Hoàng trong cơ thể, khí huyết đặc biệt chi yếu ớt, khắp nơi đều là tổn thương, nội thương không biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Không có sao, chủ nhân, ta thành công. Tiểu Hoàng khẽ nâng lên móng vuốt, trong mắt tràn đầy thần thái, ta ngăn cản thượng giới nữ hoàng âm mưu, vậy xương trắng xá lợi, đã bị ta luyện hóa, nàng không thu được bất kỳ tin tức, ta thành công. Rất tốt, ngươi làm rất khá. Diệp Thần cảm kích không thôi, nắm Tiểu Hoàng móng vuốt, dừng một chút, nói, ngươi thương thế quá nặng, hiện tại nghỉ ngơi cho khỏe, ta vì ngươi chữa thương. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong móc ra một cái đan dược, trực tiếp xung bể, hóa thành một món tinh thuần dược khí, dưới vào Tiểu Hoàng trong cơ thể. Đồng thời, hắn vậy thúc giục linh lực của mình, điên cuồng bơm vào đến Tiểu Hoàng trong cơ thể, thay hắn chữa trị thương thế. Chủ nhân, ta không được, đừng uổng phí khí lực. Tiểu Hoàng lắc đầu một cái, hữu khí vô lực nói. Hắn đầu tiên là bởi vì luyện hóa xương trắng xá lợi, gặp phải nghiêm trọng đánh vào. Sau đó xương trắng xá lợi nổ, hắn lại bị nổ bị thương. Cuối cùng ở kỵ đô ma quân trên tay, lại bị thiên đại hành hạ. Nếu như không phải là hắn huyết mạch hùng hậu, hắn đã sớm chết rồi. Có thể chống đỡ đến hiện tại, đã là kỳ tích, nhưng nội thương chân thực quá nghiêm trọng, đã không có gì cứu vãn hy vọng. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, các loại linh đan diệu dược, còn có hắn hàng loạt linh lực, toàn bộ bơm vào đến Tiểu Hoàng trong cơ thể, nhưng Tiểu Hoàng thương thế cũng không gặp có khởi sắc, tình thế quả nhiên không quá lạc quan. Thằng nhóc, người đầu này hai con ngươi ác mộng, bị thương quá nghiêm trọng, người muốn cứu hắn mà nói, chỉ có lại ngưng tụ một giọt huyết mạch sơ khai mới được. Bỗng nhiên, nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy thanh âm, ở luân hồi mộ địa bên trong vang lên. Diệp Thần thần niệm chiếu vào luân hồi mộ địa, liền thấy Tô Nhược Hy ngồi xếp bằng, đang điều tức. Huyết mạch sơ khai. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, huyết mạch sơ khai tổng cộng có 3 giọt, hiện tại Tiểu Hoàng đã có 1 giọt, nhưng còn dư lại 2 giọt cụ thể ở nơi nào, nhưng không biết được. Máu này mạch sơ khai, có vô cùng khí tức bàng bạc, nếu như Tiểu Hoàng có thể hấp thu, vô luận hơn thương thế nghiêm trọng, đều có thể hết bệnh. Một điểm này, Diệp Thần cũng biết. Nhưng vấn đề là, hắn không biết giọt thứ 2 huyết mạch sơ khai, rốt cuộc ở địa phương nào. Sư nương, không biết giọt thứ 2 huyết mạch sơ khai ở nơi nào. Diệp Thần vội vàng hỏi. Tô Nhược Hy nói, hai con người ác mộng huyết mạch sơ khai cũng không phải là cái gì đơn giản vật, giá trị vượt xa hết thảy. Sớm vài năm, ta và Hàn Lâm bước lên vực ngoại từng nghe nói một ít liên quan tới huyết mạch sơ khai bí văn. Nhưng là cuối cùng tung tích ta cũng không cách nào xác định. Bất quá vậy không phải là không có biện pháp. Ngươi về trước đến thần quốc nói sau, nơi này quá nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Ngụy Dĩnh cũng trở về hang núi. Có hàng loạt thiên ma hơi thở đến gần, chúng ta đi nhanh đi. Ngụy Dĩnh tròng mắt ngưng trọng, kinh qua hơn nửa ngày điều dưỡng, nàng thương thế đã khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn có điểm yếu ớt, nếu như đụng phải hàng loạt thiên ma vây giết, vẫn gặp nguy hiểm. Có bữa ma tới. Diệp Thần lông mày nhướn lên, ngưng thần cảm ứng, quả nhiên cảm thấy được từng tia âm u hơi thở, đang nhanh chóng đến gần. Đi nhanh đi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nơi đây làm là thần quốc biên giới, thần quốc quy tắc bảo vệ tối thiểu, đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi. Nếu như một mặt ở lại chỗ này chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ngụy Dĩnh xoay người ra khỏi sơn động, trực tiếp cưỡi ô mang rời đi. Tiểu Hoàng, chúng ta đi. Diệp Thần bàn tay một chiêu, thu hồi Tiểu Hoàng, tạm thời nhận được luân hồi mộ địa bên trong đi. Sư nương, làm phiền ngươi chăm sóc Tiểu Hoàng, vãn bối vô cùng cảm kích. Diệp Thần thần niệm truyền tới luân hồi mộ địa bên trong đi, hiện tại Tiểu Hoàng thương thế chân thực quá nghiêm trọng, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm, chỉ có để cho Tô Nhược Hy ra tay, thay Tiểu Hoàng bảo vệ mấy phần, hắn mới có sống tiếp có thể. Tô Nhược Hy lộ ra một đạo nụ cười, ta biết.
cái này hai con người ác mộng ta vốn cho là chỉ có thể xuất hiện ở trong truyền thuyết. Hôm nay thấy, ta ngược lại nguyện ý xem xét mấy phần. Diệp Thần nhìn Tô Nhược Hy như vậy quả quyết, nói, sư nương, cảm ơn, vãn bối ngày sau nhất định bước lên thiên đạo cung, cứu vãn hai vị tiền bối thân phận thật sự, coi là báo đáp. Tô Nhược Hy nói, cái này còn kém không nhiều, coi như thằng nhóc ngươi có chút lương tâm, nhưng ngươi cái này chiến sủng, căn cơ bị thương quá nghiêm trọng, ta cũng chỉ có thể tạm thời thay hắn treo mệnh, muốn cứu vãn hắn, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm được giọt thứ hai huyết mạch sơ khai mới được. Cái vãn bối này biết, cùng vãn bối trở lại an toàn chi địa, lại cụ thể thương nghị, đa tạ. Diệp Thần lần nữa nói cảm ơn, thần niệm từ luân hồi mộ địa bên trong đi ra, liền thấy thần bí kia thiếu nữ đã ngồi ô mang đi xa, hắn vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hai người ra cấm hồn đảo. Ngụy Dĩnh hơi dừng lại, đầu ngón tay một chiêu, một đạo thân ảnh, liền từ đáy biển bị hút đi lên. Chính là Bạch Nhi. Hụ hụ. Bạch Nhi ho khan kịch liệt trước, phun ra một hơi hòa lẫn máu tươi nước biển, sắc mặt một hồi trắng bệch. Đa tạ cung chủ cứu giúp. Nhìn Ngụy Dĩnh bóng người, nàng hoảng vội vàng hành lễ cảm ơn. Trước đây, nàng gặp phải Hàn Trường Sinh khí thế chấn nhiếp, trực tiếp trọng thương, đánh mất biển sâu, thiếu chút nữa thì chết đi. Diệp Thần cũng lấy là nàng bỏ mình, nguyên lai còn sống. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Ngụy Dĩnh vung tay lên, đem Bạch Nhi nhận được bên người, cùng chung ngồi ô mang, nhanh chóng rời đi. Diệp Thần nhìn bóng lưng của nàng, càng xem càng quen thuộc, trong lòng âm thầm nghi ngờ, muốn cái này thần bí thiếu nữ. Ta có biết hay không nàng? Vì sao nàng dáng vẻ, ta sẽ như vậy quen thuộc? Đáng tiếc, thiếu nữ mang cái khăn che mặt, hắn vậy không thấy được nàng hình dáng. Phía trước có thiên ma hơi thở, chúng ta từ bên này đi. Ngụy Dĩnh cắn răng, dưới ánh trăng, liền thấy phương xa chân trời, xuất hiện từng đạo bóng đen, vô số dữ tợn ma khí, cuồn cuộn gào thét tới. Hiển nhiên, có hàng loạt thiên ma giết tới, nếu như gặp nhau. Chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Dẫu sao, Ngụy Dĩnh còn không có hoàn toàn khôi phục, mà Diệp Thần, mặc dù khôi phục được đỉnh cấp, nhưng trong thời gian ngắn, rất khó lại ngưng tụ hồng mông hơi thở, tạm thời mất đi một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy, và thiên ma đánh nhau, không có phần thắng. Lập tức Ngụy Dĩnh đổi lại phương hướng, nhanh chóng thoát đi. Diệp Thần vậy theo sát, không muốn làm vô vị chiến đấu. Hai người ở trước mặt chạy trốn. Rậm rạp chẳng chỉ thiên ma, liền ở phía sau điên cuồng đuổi giết. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, chỉ gặp dưới ánh trăng, thiên ma như hắc triều châu chấu, rát rát rít lên trước chạy giết, số lượng có chừng 800 chi hơn. Những ngày qua ma, người mặc khôi giáp, ấn đường mang có một đạo màu đen dấu vết, hơi thở so với phổ thông thiên ma, càng giữ tợn âm ngoan, đặc biệt là một cặp tròng mắt, không có chút nào nhân từ, chỉ có đầy hừng hực sát khí và đoạn tuyệt. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, những ngày qua ma sẽ không để ý hết thảy, coi như liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng phải lưu lại mình. Thật may, hắn và Ngụy Dĩnh sớm có phát hiện, hiện tại cướp đường chạy như điên, tốc độ nhanh như tia chớp, dự đoán những thiên ma đó vậy không đuổi theo kịp. Nửa đêm trăng sáng dưới, sóng biển lăn lộn. Hai bên một đuổi một chạy gian, khoảng cách từ đầu đến cuối không có kéo gần. Đáng chết! Những thiên ma đó rõ vẻ mặt, đổi được có chút nóng này. Không thể phụ lòng đại tế ti mệnh lệnh, lưu lại bọn họ. Mười mấy thiên ma nhìn nhau, ánh mắt đột nhiên ác liệt. Sau đó, bọn họ bay lên bầu trời, mà chung quanh thiên ma, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, đồng loạt chui vào đáy biển bên trong đi. Bọn họ đang làm gì? Bạch Nhi thấy thiên ma dị động, nhất thời có chút nghi ngờ. Thiên ma tan rã đại pháp, bảo. Vậy mười mấy thiên ma, hai tay kết ấn, động tác đều nhịp, ở trên trời kêu gào. Ầm, ầm, ầm. Hạ một sát, bọn họ thân thể, đột nhiên nổ. Vô số thiên ma máu thịt, ở trên trời nổ thành một chùm máu đỏ pháo bông, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, lại có chút duy mỹ hình dáng. Nhưng cái này duy mỹ sau lưng, nhưng ẩn hàm ngập trời ý định giết người. Theo thiên ma tan rã. Mười mấy đạo động trời khí lãng nổ, ngay tức thì trên không trung cổn đáng ra. Nước biển sôi trào, kích thích ngàn trượng sóng lớn. Bầu trời đêm chấn động, vô số lưu vân bị xé nát.
kinh khủng nổ hơi thở, cuộn sạch thương sóng 15 km. Chu vi 15 km trong phạm vi, đều gặp to lớn đánh vào, vô số nước biển sinh vật bị nổ chết, máu loãng sôi trào. Không tốt! Diệp Thần sắc mặt đại biến, thiên ma ngón này động tác, đơn giản là ra ý liệu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngay tức thì, hắn và Ngụy Dĩnh cũng gặp phải nổ đánh vào, tâm thần chấn động, đầu ông tác hưởng. Mặc dù cách nhau xa xôi, hắn và Ngụy Dĩnh không có bị nổ bị thương, nhưng ở to lớn nổ dưới sự xung kích, bước chân vậy dừng lại. Rào, rào, rào. Từng đạo thiên ma bóng người, từ đáy biển bên trong sông phá ra, thừa dịp Diệp Thần và Ngụy Dĩnh dừng lại cơ hội, nhanh chóng đuổi giết đi lên. Tử sĩ, những ngày qua ma, đều là tử sĩ. Diệp Thần ánh mắt chấn động, nhìn trước mắt dày đặc thiên ma bóng người, nhất thời dòm ngó thấy sau lưng nhân quả. Nguyên lai, những ngày qua ma, đều là kỵ đô ma quân đào tạo tử sĩ. Hắn giết Hàn Trường Sinh, chọc giận kỵ đô ma quân. Kỵ đô ma quân phái 800 cái thiên ma tử sĩ, muốn hoàn toàn nghiền diệt hắn. Cái này 800 cái thiên ma tử sĩ, mỗi một cái cũng luyện thành thiên ma tan giã đại pháp, nếu như phải liều mạng, hắn là tuyệt đối không đụng nổi. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, thiên ma tan giã đại pháp là rất đặc thù tồn tại, không cần quá cao tư chất, cũng có thể tu luyện. Nhưng phương pháp này tan giã tự bạo, ở sát thương địch nhân đồng thời, tự thân vậy sẽ nổ hủy diệt, quả thực là hung tà vô cùng, đặc biệt chi tàn nhẫn khốc. Ngụy Dĩnh mặt đẹp cũng là biến sắc, mới vừa mười mấy ngày đầu ma tự bạo, liền dẫn phát động trời đánh vào, nếu như 800 ngày đầu ma nổ, sợ rằng thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, cũng phải bị nổ trọng thương. Nàng và Diệp Thần, một khi gặp phải nổ nghiền ép, liền cặn bã cũng không biết còn dư lại. Hiu hiu hiu, đông nghịt thiên ma bóng người, thì phải giết tới tới. Một khi bị thiên ma vây quanh, Diệp Thần các người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cắn răng, hắn trạng thái mặc dù khôi phục, nhưng ban ngày dùng quá nhiều lần hồng mông cổ pháp, hiện tại tạm thời tới giữa, rất khó lại điều động hồng mông hơi thở. Đối mặt mãn không thiên ma nghiền ép, hắn nhất thời rơi vào nguy cơ. Thằng nhóc, cái này song kiếm hợp bích thần thông cho ngươi, mau xông lên đánh ra. Luân hồi mộ địa bên trong, Tô Nhược Hy vậy cảm giác được nguy hiểm, đầu ngón tay một vung, hai phiến ngọc giản, rơi xuống Diệp Thần trước mặt. Một phiến ngọc giản, lôi quang chào đáng, in chín tầng trời tiếng vang như sấm bốn chữ. Khác một phiến ngọc giản, tiên linh mờ ảo, phía trên in phi tiên tuyệt vũ. Nguyên lai cái này hai phiến ngọc giản, chính là cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy sáng chế thần thông, chín tầng trời phi tiên kiếm. Chỉ cần song kiếm hợp bích, bộc phát ra lực sát thương, đủ để sánh bằng 33 thiên hồng mông cổ pháp. Trốn không thoát, hợp lại. Ngụy Dĩnh mặt đẹp ngưng trọng, liền hôm nay ma như châu chấu bay vậy, ngay lập tức tập kích bất ngờ tới, rậm rạp chằng chịt, làm thành thùng sắt vậy trận thế, gắt gao vây khốn nàng và Diệp Thần. Thương! Ngụy Dĩnh rút kiếm ra, từng tia cổ xưa hồng mông hơi thở hiện lên, trong phảng phất có cuồn cuộn đế quang tràn ngập ra. Nàng chuẩn bị vận dụng tuyệt hàn thiên đế chém, rất miễn cưỡng giết ra đường máu. Đừng xung động! Diệp Thần vội vàng ngừng nàng. Hắn nhìn ra được, cô gái này thương thế còn không có hoàn toàn hết bệnh, nếu như vận dụng hồng mông cổ pháp, sau này khẳng định sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Chúng ta song kiếm hợp bích, còn có biện pháp xông ra. Diệp Thần ném ra một khối ngọc giản, vứt xuống trước mặt thiếu nữ. Đây là nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy thần thông, phi tiên tuyệt vũ. Tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Ngụy Dĩnh thất kinh. Nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy danh hiệu, nàng cũng là nghe qua, đó là thời đại thượng cổ, chém giết vô số thiên ma cường giả. Nàng lại không nghĩ rằng, Diệp Thần lại có Tô Nhược Hy thần thông. Chớ nói, mau tu luyện, ta luyện, chín tầng trời tiếng vang như sấm, ngươi luyện, phi tiên tuyệt vũ, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Diệp Thần không nói nhảm, thần niệm trực tiếp quét nhìn ngọc giản, chín tầng trời tiếng vang như sấm các loại diệu pháp. Từng cái ở hắn trước mắt lướt qua. Ngụy Dĩnh cũng không dám trì hoãn, vội vàng trầm xuống tâm thần, tu luyện trong ngọc giản ghi lại thần thông. Ở thời đại thượng cổ, cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, là đặc biệt khắc chế thiên ma tồn tại. Bọn họ sáng tạo thần thông, đối đãi thiên ma,
cũng có thiên đại khắc chế sát thương. Nếu như đơn thuần là đối phó thiên ma, cái này 9 tầng trời tiếng vang như sấm và phi tiên tuyệt vũ, so với 33 thiên hồng mông cổ pháp còn muốn dễ xài. Đùng đùng. Ngay tức thì, Diệp Thần trên thân thể, liền tràn ra từng cái sấm sét. 9 tầng trời tiếng vang như sấm bí ẩn, thật sâu in vào trong lòng hắn trên. Mà Ngụy Dĩnh, trên mình vậy tràn ra từng luồng tiên khí, vô số tiên linh hơi thở, ngưng tụ thành từng đạo con bướm vậy phù văn, quanh quần nàng xoay tròn lật bay. Ồ, là phong ma tôn giả cổ Hàn Lâm, còn có nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy thần thông. Chung quanh thiên ma tử sĩ, thấy trên người hai người hơi thở, nhất thời kinh hãi không thôi. Ở thời đại thượng cổ, cổ Hàn Lâm hai vợ chồng, không biết tàn sát nhiều ít ngày ma, đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ thấy hai vị thượng cổ tôn giả thần thông hơi thở, bọn họ rung động thật sâu. Thừa dịp hiện tại, đánh ra. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh nhìn nhau, hai người đều là thiên phú lớn lao hạng người, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, liền bước đầu lĩnh ngộ hai môn thần thông bí quyết. 9 tầng trời tiếng vang như sấm. Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát, khua kiếm chém ngang. Trên 9 tầng trời, sấm chấn động. Cuồn cuộn sấm sét điện quang, ở hắn trên thân kiếm nổ lên. Tối mở bầu trời đêm, ngay tức thì bị chiếu sáng. Mênh mông bồn lôi kiếm uy, điên cuồng tràn ra đi. Phi tiên tuyệt vũ. Ngụy Dĩnh vậy múa trường kiếm, tư thái dịu dàng linh động, như mây gian tiên tử, không có chút nào sát khí, chỉ có mờ ảo bay khéo léo tiên khí. Nàng kiếm thế, mơ hồ tới giữa, và Diệp Thần dung hợp vào một chỗ. Một mềm một cứng. Ở trong một cái chớp mắt này, hai người kiếm quang tương liên, hơi thở tương thông, hai tròng mắt nhìn nhau gian, nhất thời thần giao cách cảm, sinh ra một hồi đặc biệt đồng tình. Sấm sét kiếm uy, phi tiên kiếm khí, nhất thời dung hợp vào nhau. Song kiếm hợp bích. Không tốt, mau giết bọn họ. Chung quanh thiên ma, nhất thời phát ra hoảng sợ kêu gào, lập tức không chút do dự nào, rối rít ký kết dấu tay, ngửa mặt lên trời quát lên. Thiên ma tan giã đại pháp, bảo. Trong phút chốc, 800 cái trời ma, đồng thời tự bảo. Kinh khủng à khí, điên cuồng cổn đáng đi ra. Bình bịch bịch, một cái thiên ma thân thể, trên bầu trời nổ thành một đóa pháo bông. Ma huyết cùng ma khí xông lên lên trời, ngay tức thì che đậy ánh trăng, giữa trời đất tối om om một phiến, cái gì cũng không thấy được. Không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung khí lãng nổ, hung hăng xung kích ra. Phía dưới vùng biển, kích thích ngập trời sóng lớn, trực tiếp cuốn ngược lên trời, tựa hồ muốn chìm ngập vũ trụ tinh thần. Mà đúng phiến bầu trời, vậy rất miễn cưỡng bị nổ tung, xuất hiện vô số điều vết nứt không gian, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Thân ở nổ trung tâm Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, trực tiếp miệng phun máu tươi, cả người gân cốt chấn động. Điên cuồng khí lãng nổ, không ngừng tứ ngược, muốn biến dạng hai người thân thể. Nhưng hai người trong mắt, nhưng là kiên định, cả người linh lực lưu chuyển, kiếm thế vẫn trầm ngưng. 9 tầng trời phi tiên kiếm. Rốt cuộc, hai người kiếm thế, dung hợp xen lẫn đến đỉnh cấp. Song kiếm hợp bích trạng thái, cũng đạt tới đỉnh cấp. Vô tận sấm sét kiếm uy, vô tận tiên linh kiếm khí, hoàn toàn dung hợp hóa thành một đạo kiếm trụ. Cái này kiếm trụ, có cửu thiên lôi đình cuồng ngạo, cũng có thiên tiên múa lên ý vận, vô số kiếm khí xoay tròn vặn cổ, hung hăng đi về trước chém điên cuồng. Suy, đáng sợ thiên ma khí lãng nổ, rất miễn cưỡng bị hai người xuyên qua. Hai người song kiếm hợp bích, trực tiếp phá giết ra. Ô mang chờ tiểu bạch, vậy hoảng vội vàng đi theo chạy ra ngoài. Ở Diệp Thần và Ngụy Dĩnh ngăn cản, bọn họ ngược lại là không có bị quá lớn đánh vào. Phốc xích, phốc xích, mà Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai người, nhưng là đôi đôi hộc máu, bị to lớn chấn động. Trốn ra được, Ngụy Dĩnh thở hổn hển, mặt đẹp một phiến trắng bệch. 800 cái trời ma nổ, uy áp chân thực thật đáng sợ, đủ để bị thương nặng thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, nàng và Diệp Thần thiếu chút nữa thì bị nổ chết. Thật may, hai người song kiếm hợp bích, cuối cùng là liều chết xung phong đi ra. Vậy thật may, cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy thần thông, là đặc biệt khắc chế thiên ma, cái này 9 tầng trời phi tiên kiếm cũng không ngoại lệ,
đối phó thiên ma có cực mạnh áp chế tác dụng. Vậy thua thiệt được như vậy, hai người mới may mắn phá vượt bay lên trời. Đi nhanh đi. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, lúc này xoay người nhanh chóng rời đi. Ở hắn sau lưng, thiên ma nổ uy lực còn lại, còn không có chỉ tức. Trên bầu trời, mây đen che phủ, hạ xuống từng giọt màu đen nước mưa. Trên mặt biển, sóng thần tàn phá, đồ sộ lãng phiên thiên. Nơi đây lưu lại hết thảy nhân quả dấu vết, đều ở đây to lớn thiên ma nổ bên trong, hoàn toàn tiêu tán. Không có ai sẽ biết, hắn đã từng tới nơi này. Ngụy Dĩnh ngồi ô mang, vậy đi theo thoát đi. Thằng nhóc, người và cô gái kia là đạo lữ sao? Phối hợp không tệ à, có ta và Hàn Lâm phong độ. Luân hồi mộ địa bên trong, Tô Nhược Hy ngược lại là mở liền một câu đùa giỡn. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh lần đầu tiên liên thủ, liền đạt tới song kiếm hợp bích cảnh giới, cái này phối hợp, có thể nói là tốt vô cùng. Coi như nàng và cổ Hàn Lâm, cũng là xài ước chừng 3 ngày phù hợp sử dụng. Mà Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, không biết là thiên phú nghịch thiên, vẫn là hai người ăn ý vô cùng là giống in. Tiền bối đừng nói đùa, ta liền nàng tên chứ cũng không biết, mới vừa phối hợp, chỉ là sống chết trước mắt ăn ý. Diệp Thần không biết làm sao lắc đầu một cái, hắn luôn muốn biết thiếu nữ thân phận, đáng tiếc thiếu nữ hết lần này tới lần khác không chịu ló mặt. Hắn mơ hồ tới giữa, chỉ cảm thấy mình và cô gái kia, có muôn hình vạn trạng liên hệ, nhưng sau lưng rốt cuộc có cái gì nhân quả, hết lần này tới lần khác không thể phát hiện. Rất nhanh, Diệp Thần và Ngụy Dĩnh liền đi tới U Minh Hải vực lối ra, đôi đôi trở lại thần quốc. Mà hai người trạng thái, vậy hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Cửu Thiên Thần Long Điện, một chỗ bí ẩn đền bên trong. Vô số xiềng xích, khốn khóa một đầu thiên long. Đầu này thiên long, hơi thở vô cùng suy yếu, trên mình hiện đầy vết thương. Hắn chính là Viêm Thiên Long Thần. Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng, cũng đứng ở Viêm Thiên Long Thần trước mặt. Từ Diệp Thần sau khi đi, hai người mỗi ngày đều dùng tất cả loại cực hình, hành hạ Viêm Thiên Long Thần, buộc hắn giao ra luân hồi huyền bi. Nhưng tiếc là, Viêm Thiên Long Thần xương đặc biệt cứng rắn, bị tra tấn nhiều ngày, lại còn không chịu khuất phục. Ngươi xương rất cứng rắn, chính là không biết, là ngươi xương cứng rắn, vẫn là những ngày qua hình xiềng xích cứng rắn. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp âm lãnh, đột nhiên sử dụng từng cái xiềng xích, mỗi một cái trên ống khóa, cũng nhấp nhô các loại hình phạt phù văn. Thiên hình xiềng xích, ngươi từ nơi nào có được? Viêm Thiên Long Thần thấy những thứ này xiềng xích, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt vô cùng sợ hãi. Ha ha, những thứ này xiềng xích, là ta ở tù Long Phong trên tìm được, ta đã hoàn toàn luyện hóa. Diệp Lạc Nhi giọng lãnh đạm. Ngày đó Thiên Đạo Cung dùng bất diệt Long Đế thân phận thật sự, dụ giết Diệp Thần, thậm chí không tiếc thả ra Thanh Thị Trúc Long, dẫn phát chấn động to lớn, Diệp Lạc Nhi tự nhiên cũng là cảm ứng được. Nàng đi tù Long Phong điều tra qua, phát hiện những thứ này xiềng xích. Theo Thanh Thị Trúc Long thoát khốn, những thứ này xiềng xích vậy mất đi nhân quả hơi thở, có thể bị nàng luyện hóa. Nàng cầm tất cả thiên hình xiềng xích, toàn bộ luyện hóa thành mình pháp bảo, giờ phút này sử dụng tới, nhất thời kinh được Viêm Thiên Long Thần tâm đảm câu liệt. Mỗi một cái thiên hình xiềng xích, cũng mang theo vô cùng đáng sợ hình phạt hơi thở, hắn cũng không muốn thử nghiệm loại tư vị này. Hỏi ngươi một lần nữa, có chịu hay không giao ra luân hồi huyền bi? Diệp Lạc Nhi lạnh lùng nói. Viêm Thiên Long Thần cắn răng, cuối cùng nhắm mắt lại, nói thôi, ngươi giết ta đi, ta chết cũng sẽ không đem luân hồi huyền bi cho ngươi. Hắn biết rõ luân hồi huyền bi trọng yếu, nếu như rơi vào Diệp Lạc Nhi trên tay, Thiên Đạo Cung liền mất đi một cánh tay, tổn thất này chân thực quá nghiêm trọng, hắn không biết làm sao đối mặt Hiên Viên Mặc Tà. Rất tốt, có cốt khí. Diệp Lạc Nhi cũng không nói nhảm, tiêm vung tay lên, từng cái thiên hình xiềng xích phá giết ra, hung hăng quấn quanh ở Viêm Thiên Long Thần trên mình. À! Viêm Thiên Long Thần phát ra kêu thảm thiết. Liền hôm nay hình trên ống khóa, toát ra vô số quỷ dị bóng tối hình phạt phù văn, từng cây một gai nhọn, từ trên ống khóa lộ ra, hung hăng đâm vào hắn trong da, để cho hắn chịu đủ khó mà chịu được thống khổ. Diệp Lạc Nhi không nói một lời, thúc giục thiên hình khóa hơi thở, không ngừng hành hạ Viêm Thiên Long Thần. Nàng trước kia có lẽ không đành lòng đối đãi như vậy người khác.
nhưng là nàng ở Cửu Thiên Thần Long Điện cuộc sống, đã hoàn toàn trưởng thành. Nàng biết, nếu như nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Mấu chốt cái này Viêm Thiên Long Thần lần lượt đối với Diệp Đại Ca ra tay. Viêm Thiên, tội gì vùng vẫy? Chí Tôn Long Hoàng nhìn hắn thê thảm hình dáng, vậy khuyên nhủ, cầm luân hồi huyền bi giao ra đi, chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Hừ, Viêm Thiên Long Thần mở to hai mắt, nhưng là chết cũng không chịu khuất phục. Thiên hình ngũ tuyệt trận, lửa tuyệt thiên tai, cho ta trấn áp. Diệp Lạc Nhi trong mắt đột nhiên rét lạnh, một tiếng quát mắng, từng luồng thiên tai liệt hỏa, đột nhiên từ trên ống khóa nổ lên. Vô cùng nóng rực hơi thở, mang kinh khủng tai họa kiếp nạn, hung hăng nướng trước Viêm Thiên Long Thần thân thể, trong không khí ngay tức thì tràn ra mùi hôi cháy khét. À, thiên hình ngũ tuyệt trận, ngươi làm sao sẽ? Viêm Thiên Long Thần trợn to hai mắt, không dám tin tưởng. Ở thiên tai liệt hỏa bị hành hạ, hắn chỉ cảm thấy đau khổ kịch liệt. Trước nhiều ngày như vậy, hắn bị qua cực hình, theo bây giờ phạt thiêu sống so sánh, đơn giản là không đáng giá để ra. Đây là lửa trời. Thiên tai liệt hỏa. Hàm chứa đặc biệt tai nạn đáng sợ hình phạt, giống như trời phạt, trấn áp hết thảy, không thể ngăn cản. Chủ tử, ngươi lĩnh ngộ thiên hình ngũ tuyệt trận. Chí Tôn Long Hoàng cũng là lớn kinh. Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận, là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ Pháp, lực sát thương đủ để bước lên trước năm, đặc biệt chi đáng sợ. Hắn nhưng là không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi lại có thể lĩnh ngộ thần thông như vậy. Ừ, ngày này hình trên mặt ống khóa, mang theo thiên hình cổ Pháp nhân quả, ta bước đầu lĩnh ngộ chút ra mau, chỉ học biết lửa tuyệt bí Pháp, khoảng cách ngũ tuyệt quy nhất, không biết còn bao lâu nữa. Diệp Lạc Nhi nói chuyện tới giữa, linh lực thúc dục, đạo đạo thiên tai liệt hỏa, điên cuồng nướng trước Viêm Thiên Long Thần. Chủ tử, người thiên phú, thật là muốn nghịch thiên a, nhỏ như vậy nhân quả, người cũng có thể ngược dòng hơi thở, lĩnh ngộ ra thiên hình cổ pháp tuyệt diệu, bội phục, bội phục. Chí Tôn Long Hoàng mừng rỡ không thôi, xem ra mình không có theo sai người. Lấy Diệp Lạc Nhi tư chất bẩm phú, nếu thời gian dài, nàng nhất định có thể tái hiện vực ngoại vị kia huy hoàng. Đủ rồi, đừng giày vào ta. Viêm Thiên Long Thần khàn cả giọng, cúi đầu nói, ta nhận. Giọng bên trong, mang vô cùng lòng chua xót không biết làm sao. Hắn cốt khí, tuyệt đối không cho phép nghi ngờ. Ở Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng cha hỏi hạ, lại có thể kiên trì đến ngày hôm nay, đủ để làm người ta thán phục. Nhưng hiện tại, Diệp Lạc Nhi vận dụng thiên hình ngũ tuyệt trận, dùng thiên tai liệt hỏa hành hạ hắn. Hắn nhưng là không thể nào chịu đựng đi xuống. Hắn giờ phút này khuất phục, Hiên Viên Mặc Tà tuyệt đối sẽ không trách cứ hắn. Bởi vì cái này thiên tai liệt hỏa, không phải ý chí có thể tiếp nhận. Coi như Hiên Viên Mặc Tà đích thân tới, cũng không khả năng chống nổi. Dẫu sao, trời phạt tội phạt uy áp, không có người có thể chống nổi. Luân hồi huyền bi, ta có thể cho ngươi, ngươi trước tháo ra ta nói sau. Viêm Thiên Long Thần ủ rũ cúi đầu, nhưng lại cắn răng nghiến lợi nói. Được, không thành vấn đề. Diệp Lạc Nhi nghe được hắn chịu giao ra luân hồi huyền bi, nhất thời mừng rỡ vạn phần, lúc này thu hồi thần thông, lại thu hồi tất cả xiềng xích, thả hắn xuống. Bất quá, Diệp Lạc Nhi cũng không có khinh thường, tâm thần vẫn đề phòng. Bên cạnh Chí Tôn Long Hoàng, cũng ở đây phòng bị, nếu như Viêm Thiên Long Thần dám có dị động gì. Hắn và Diệp Lạc Nhi ngay tức thì là có thể bắt hắn lại. Dẫu sao thời khắc này Viêm Thiên Long Thần, đã gặp cực hình nhiều ngày, nghiêm trọng bị thương, không thể nào lật lên cái gì sóng, càng không thể nào phản kháng. Khối này luân hồi huyền bi, cho các ngươi. Viêm Thiên Long Thần giọng trầm thấp, huyết mạch sôi trào gian, một khối cổ xưa bia đá, từ trong cơ thể hắn vọt ra. Trên tấm bia đá, in một cái to lớn tối tăm chữ. Vô tận luân hồi hơi thở, không ngừng tràn ngập ra. Chính là hắn ẩn núp ám bi, cũng là thiên đạo cung bí bảo, giờ phút này nhưng muốn chắp tay nhường cho người, nội tâm hắn thống khổ và oán hận, có thể tưởng tượng được. Quả nhiên là luân hồi huyền bi. Diệp Lạc Nhi thấy được khối này ám bi, nhất thời đại hỉ, tiêm vung tay lên, đem ám bi nhiếp với tay cầm. Viêm Thiên, cuối cùng ngươi thức thời. Chí Tôn Long Hoàng thấy ám bi tới tay. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai người phòng bị tâm thần,
đồng thời buông lỏng xuống. Viêm Thiên Long Thần sa sút tinh thần trong mắt, đột nhiên đổi được ác liệt. Hiên Viên Mặc Tà, ta ở chỗ này, mau cứu ta đi ra ngoài. Viêm Thiên Long Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, thần hồn điên cuồng cháy, lại sử dụng ngàn dặm truyền hồn phương pháp, đem mình thanh âm, đưa về Thiên Đạo Cung bên trong đi. Cái này ngàn dặm truyền hồn thuật pháp, sẽ đối với thần hồn tạo thành to lớn vết thương, nhưng trong lúc nguy cấp, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Trước chút thời gian, Thiên Lang nói phải đi về báo tin, kêu Hiên Viên Mặc Tà phái người cứu giúp, nhưng lâu như vậy, vẫn không có tin tức. Viêm Thiên Long Thần biết, khẳng định phát sinh ngoài ý muốn. Muốn thoát khốn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại hắn thoát khỏi trói buộc, trực tiếp thi triển ngàn dặm truyền hồn, kêu gọi Hiên Viên Mặc Tà. Thiên Đạo Cung, chỗ sâu. Là Viêm Thiên Long Thần thanh âm. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt co rúm một cái, nhất thời bắt được Viêm Thiên Long Thần thanh âm, còn bắt được sau lưng các loại nhân quả. Chí Tôn Long Hoàng, người lại đối với Viêm Thiên Long Thần như vậy, thật là ác độc sao? Ngay tức thì, Hiên Viên Mặc Tà thấy được sau lưng đủ loại thiên cơ. Nguyên lai những ngày qua thời gian, Viêm Thiên Long Thần một mực chịu hết cực hình hành hạ, cuộc sống bi thảm vô cùng. Mà Viêm Thiên Long Thần, đối với Hiên Viên Mặc Tà tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Thấy Viêm Thiên Long Thần đau như vậy đắng, Hiên Viên Mặc Tà tim, vậy đang rỉ máu. Bạch Hổ, người dẫn người đi Cửu Thiên Thần Long Điện, cầm cô gái kia và Chí Tôn Long Hoàng giết, đoạt lại Luân Hồi Huyền Bi, cứu Viêm Thiên đi ra. Hiên Viên Mặc Tà nghiêm nghị gầm thét, thanh âm vô cùng tức giận, chỉ muốn lập tức chém chết Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng, giải cứu Viêm Thiên Long Thần. Hiện tại, Viêm Thiên Long Thần giao ra Luân Hồi Huyền Bi, Hiên Viên Mặc Tà ngược lại là không có trách hắn. Bởi vì, ở Thiên Hình Ngũ Tuyệt trận nghiền ép hạ, không có người có thể trèo chống, liền hắn cũng không thể. Việc cần kíp, là chém chết kẻ địch, đoạt lại huyền bia, cứu người thoát khốn. Trong hư không, Bạch Hổ bóng người, chậm rãi hiện lên. Cung chủ đại nhân. Bạch Hổ thanh âm, vẫn vô cùng lãnh khốc, tràn đầy bén sát khí. Lập tức hắn xoay người rời đi, mang theo mười mấy cao thủ, biến dạng hư không, đi Cửu Thiên Thần Long Điện. Kẻ địch lĩnh ngộ Thiên Hình Ngũ Tuyệt trận, các ngươi cẩn thận một chút. Trước khi đi, Hiên Viên Mặc Tà lại dặn dò một câu. Bạch Hổ cũng không có khinh thường, cung kính nghe. Mặc dù hắn thực lực, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 7 tầng thiên, hơn nữa còn mang theo nhiều cao thủ như vậy, phải đối phó Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng cẩn thận một chút, chung quy là không sai. Đoạn thời gian này, Thiên Đạo Cung đã trồng qua rất nhiều lần. Lần này, quan hệ đến Luân Hồi Huyền Bi thuộc về, còn có Viêm Thiên Long Thần tánh mạng, tuyệt đối không cho sơ thất. Đáng chết! Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong, Chí Tôn Long Hoàng thấy Viêm Thiên Long Thần lại có thể báo tin, nhất thời giận dữ, lại trách mình tâm thần sơ sót, lại có thể bị hắn truyền ra tin tức. Đáng ghét! Diệp Lạc Nhi cũng là lớn giận, tiêm vung tay lên, từng cái thiên hình xiềng xích, lần nữa trói lại Viêm Thiên Long Thần, vô số thiên tai liệt hỏa hơi thở, điên cuồng nổ tung đứng lên. Ngay tức thì, Viêm Thiên Long Thần thừa nhận to lớn thống khổ, nhưng hắn khóe miệng, nhưng nổi lên vẻ tươi cười, nói. Chí Tôn Long Hoàng, còn có người cái này nha đầu, tốt nhất bây giờ thả ta, lại đem Luân Hồi Huyền Bi trả cho ta, ta có lẽ còn có thể ở cung chủ trước mặt nói tốt vài câu, tha các ngươi một mạng. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp rét lạnh, liền muốn động sát thủ, giết Viêm Thiên Long Thần. Chủ tử, đừng xung động. Chí Tôn Long Hoàng lật đật ngăn cản, nói Thiên Đạo Cung cao thủ, lập tức muốn đánh tới, chúng ta chạy mau đi, người nếu như giết người, tay dính huyết khí nhân quả, thì không thể chạy khỏi. Nghe vậy, Diệp Lạc Nhi cắn răng, lúc này dùng phổ thông xiềng xích bó tốt Viêm Thiên Long Thần, lưu lại nữa một món thiên tai liệt hỏa hành hạ hắn. Vậy chúng ta đi thôi, dù sao Luân Hồi Huyền Bi đã tới tay. Nói xong liền dẫn Chí Tôn Long Hoàng đi ra ngoài. Thật giống như không còn kịp rồi. Chí Tôn Long Hoàng sắc mặt chợt biến, chỉ cảm thấy một đạo cực hạn hơi thở, đã hạ xuống đến Cửu Thiên Thần Long Điện. Vậy đạo hơi thở, có chừng thiên thần cảnh 7 tầng thiên, và già thiên ma đế một cấp bậc tồn tại, đơn giản là khủng bố. Kích hoạt viễn cổ bảo vệ long trận, chúng ta đi mau.
Diệp Lạc Nhi sắc mặt ngưng trọng, trở tay bóp nát một tờ linh phù, mang Chí Tôn Long Hoàng nhanh chóng thoát đi. Rào! Linh phù bể tan tành, cửu thiên thần long điện bên trong, nhưng bỗng nhiên toát ra sáng chói trận pháp ánh sáng. Một cái cổ xưa trận pháp, vào thời khắc này đột nhiên mở. Hống! Lanh lảnh tiếng rồng ngâm, long trời lở đất. Từng luồng trận quang, ngưng tụ thành từng cái long ảnh, không ngừng quay cuồng. Trận pháp này, kiều viễn cổ bảo vệ long trận, là cửu thiên thần long điện một cái bí trận, có thể ngăn cản kẻ địch xâm lược, uy lực ngược lại là khá là cường hãn, nhưng không có thể chống đỡ quá lâu. Diệp Lạc Nhi vậy không trông cậy vào có thể tiêu diệt kẻ địch, chỉ muốn trì hoãn chút thời gian, để cho nàng và Chí Tôn Long Hoàng rời đi. Mà Bạch Hổ, mang mười mấy thiên thần cảnh cao thủ, hạ xuống đến cửu thiên thần long điện bên trong, dọc theo viêm thiên long thần nhân quả hơi thở, không ngừng đi tới. Hống! Tiếng rồng ngâm chấn động, trận quang mãnh liệt. Từng cái long ảnh, mang hung hãn khí thế, hung hăng hướng bọn họ đánh tới. Ha ha, chút tài mọn, muốn trì hoãn thời gian. Bạch Hổ ánh mắt sắc bén, bén sát khí cổn đáng trước, hai quả đấm đều xuất hiện, vô cùng quyền mang chấn động bốn phía, đem từng cái long ảnh đánh được nghiền. Hắn cũng không có đeo binh khí, hắn bản thân chính là binh khí, mỗi một quyền vung ra, đều có sát khí ngập trời, vô cùng ác liệt. Cái này viễn cổ bảo vệ long trận, căn bản không có thể vây khốn hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.